Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn trà khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Trên sàn đấu võ, Vệ Hoàn với thanh Long đao thủy của mình đang giao chiến với Ngõa Lạt và cây búa đá. Một bên là tân binh trẻ tuổi, chất phác từ doanh trại Trung Nguyên, bên kia là chiến binh lão luyện, hung tàn từ Tây Khương dù kỹ năng sử dụng đao của vệ hoàn rất xuất sắc anh vẫn thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế huống hồ đối thủ của anh lại là một kẻ mạnh mẽ có thể nhấc bổng nghìn cân so với sự linh hoạt của vệ hoàn cây búa đá của ngõ lạt to lớn và nặng nề trông có vẻ thô kệch và không có kỹ thuật tuy cây búa trông cồng kềnh nhưng sức mạnh của ngõ lạt rất lớn mỗi khi vệ hoàn né tránh cây búa đập xuống mặt đất thậm chí làm đá vỡ ra một vết nứt thể lực của vệ hoàn dần cạn kiệt anh còn trẻ không thể sánh với sức mạnh của ngõ lạt tráng kiện sức mạnh đâm chém của ngõ lạt quá mạnh anh không thể chống đỡ lâu dài ngoài một vết thương nhẹ trên mặt ngõ lạt anh không thể lại gần đối thủ người mặc khải giáp đây thực sự không phải là một trận đấu công bằng vết thương trên người vệ hoàn ngày càng nhiều nhưng ngõ lạt lại không muốn giết anh ngay mỗi khi có cơ hội giết chết hắn lại chạch đi một hai phần không đâm vào chỗ yếu hại nhưng lại khiến vết thương của vệ hoàn trồng chất giống như mèo vờn chuột không ăn ngay mà chơi đùa cho đến khi con chuột kiệt sức mới nuốt vào bụng đây là một trận đấu đơn phương tàn sát dưới đài trầm hãn thấy vậy nắm đấm nắm chặt kêu kẽo kẹt định tiến lên nhưng bị nhật đạt mục tử ngăn lại gã đàn ông tráng kiện tựa như kền kền ngồi dựa trên ngựa cười khát máu giáo đầu không được giúp một tay đâu trầm hãn rút đao ra sao ngươi muốn đấu với ta nhật đạt mục tử cười ánh mắt lạnh lẽo ta sẵn lòng phụng bồi. Xung quanh sàn đấu võ, một nhóm binh sĩ Tây Khương bao vây có ý đồ. Nếu tân binh lương châu vệ muốn lên giúp đỡ, người Khương sẽ lập tức ra tay, nhưng đã quá muộn. Trên đài, ánh mắt vệ hoàn dần mờ mịt, tránh né chậm lại. Anh thở phì phò, sức lực cạn kiệt, bị ngõ lạt chém chúng đùi phải, đau đớn, nhưng kiềm chế không kêu lên. Ngõ lạt tiến đến gần, nhìn xuống vệ hoàn như đồ tể nhìn cừu non trên thớt. Nhanh như vậy đã xong, thật không có ý nghĩa. Người Trung Nguyên rất yếu, không bằng ngón tay của người Khương. Vệ hoàn im lặng, mồ hôi lớn giọt trên trán hòa với máu, trông thật thê thảm. Yên tâm, sẽ không đau. Ngõ lạt liếm môi, ánh mắt tham lam. Một cú đá này, óc người sẽ bay ra, rất đẹp. Đáng tiếc người không thấy được. Nói rồi, hắn vung cây búa lớn, chém thẳng vào đầu vệ hoàn. Vệ hoàn. Mã đại mai kêu lên, vệ hoàn từng là tân binh của hắn, tình nghĩa sâu đậm hắn muốn tiến lên cứu người nhưng bị một người tây khương ngăn lại mắt thấy vệ hoàn sắp mất mạng lúc này sau sân đấu võ có một cây đa lớn dù vào đông cũng không suy tàn mọi người tập trung trước sân không ai phát hiện có người ngồi trên cây đa khi thấy người đó hắn như tia chớp nắm lấy cây khăn vải như dây đô buông tay giữa không trung trong chớp mắt đã xuất hiện trước sân đấu võ chặn lại cú chém búa đá hướng về đầu vệ hoàn dùng lực quán tính ngay cả ngõa lạt mạnh mẽ cũng bị đá ngã ngửa, búa đá tự chém chúng mình. Nếu không nhờ sức mạnh xuất chúng, vết chém có lẽ còn sâu hơn. Hòa Yến Vệ hoàn lầm bẩm tân binh lương châu vệ cũng ngỡ ngàng. Hòa Yến trước đó vì sự kiện Bạch Nguyệt Sơn mà bị giam trong địa lao lương châu vệ, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hắn đã được thả ra, ngõa lạt nhìn người trước mặt, thiếu niên mặc trang phục đen, chống nảnh, nhưng đầu cười. Các hạ thật quá hung ác, nếu vừa rồi không phải ta xuất thủ, đầu huynh đệ của ta đã không giữ được. Tần Bình Lương Châu vệ coi người Khương là kẻ thù, nhìn thấy đều đỏ mắt, chỉ có vệ hoàn không biểu lộ cảm xúc. Thiếu niên cười hì hì như không có chuyện gì, ngõ lạt hứng thú, như tìm thấy con mồi mới. Ngươi là ai? Hắn hỏi, thiếu niên phủi đầu tóc loạn, cười. Ta là Hòa Yến, đệ nhất tranh cờ của Lương Châu vệ. Nhìn ngõ lạt. Có lẽ ngươi không biết tranh cờ là gì, không sao, chỉ cần nhớ, ta là đệ nhất lương châu vệ. Đệ nhất. Nhật đạt mục từ híp mắt nhìn nàng. Chỉ ngươi. Hỏa yến thoạt nhìn nhỏ bé gầy yếu. Nếu ngõa lạt như lão hổ so với cừu non vệ hoàn, thì hỏa yến như gà con so với lão ưng ngõa lạt. Xin lỗi, ta đến trễ, không biết các vị đang làm gì. Thiếu niên cười nói, nếu là luận võ, không tìm ta mà tìm người khác, thật lãng phí. Ngõa lạt cười ha ha. Ngươi thật lớn lối, hòa yến. Trầm Hãn gọi nàng, "Trầm tổng giáo đầu." Hỏa Yến nhìn hắn, "Ta những ngày này nghẹn đầy tức giận, đánh một trận để giảm bớt, xin tổng giáo đầu không ngăn cản." Trầm Hãn không biết nói gì. Nhật Đạt mục từ hướng về Tân Binh Lương châu vệ, không cho giáo đầu lên, chỉ có thể để Tân Binh. Trong Tân Binh, ngoài Hỏa Yến, ít ai có thể đấu. Có kỹ nghệ xuất chúng, nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến, có kinh nghiệm thực chiến, nhưng niên kỷ lớn, thể lực không bằng người trẻ. Hỏa Yến võ nghệ tuyệt luân, lại thông minh cơ hội thắng lớn sân đấu võ thu hút ánh mắt người khương quan trọng hơn là hỏa yến nói xin hỏi bây giờ có phải muốn luận bàn nếu đúng ta thay thế huynh đệ lên được chứ người không sai ta là đệ nhất lương châu vệ đánh bại ta cảm giác thành công hơn dưới sân người khương cười ha ha nhật đạt mộc tử nhìn nàng tính cách ngươi ta rất thích đổi hắn lên hỏa yến nói người đâu đem huynh đệ khiêng xuống vệ hoàn bị khiêng đi nhìn hỏa yến thấp giọng người cẩn thận hỏa yến biết rồi trên sân đấu võ lại còn hai người dưới sân tân binh lo lắng cho hỏa yến hỏa yến ở đây gây náo loạn không phải lần đầu có người bội phục có người ghen ghét nhưng giờ khác này tân binh lương châu vệ cùng chung mối thù chỉ mong nàng thắng dưới sân tân binh lo lắng trên sân hỏa yến lại thản nhiên cười đúng rồi ta không biết thưởng là gì. Ta nói trước, ta thua, mặc các ngươi xử trí. Ngươi thua, nàng cười khúc khích. Gọi ta một tiếng cha. Tân binh Lương Châu vệ cười rộ, Lương Bình vừa lo lắng vừa tự hào. Đến lúc nào rồi còn đùa. Người Nhật đặt mục tử không ai cười, ngõ lạt nhìn hỏa yến, lau máu ở khóe miệng. Chúng ta không cần thưởng, đấu ba trận, thua chết, thắng sống, đó là quy tắc. Sinh tử không bàn, hỏa yến hỏi. Sao, sợ không, hỏa yến nói, giáo đầu, ném cho ta một đoạn roi thép dài. trầm hãn từ giá binh khí lấy roi thép dài nhất, ném qua, hỏa yến đón lấy, thưởng thức, nhìn ngõ lạt ta dùng vũ khí được chứ? được, ngõ lạt cười lạnh, nhưng người xác định không đổi thành đao kiếm, roi, giết không chết người. thiếu niên cười, giết ngươi, vậy đủ rồi. ngõ lạt chưa hiểu lời nói, thiếu niên đột nhiên cầm roi xông tới, ngõ lạt cười ha ha, vùng búa nghênh chiến. Thiếu niên xông đến trước mặt, không xuất thủ, chỉ mũi chân điểm nhẹ, tránh bố đá, vòng ra sau lưng, khi Ngõ Lạt xoay người, lại tránh đi. Nàng như chủ động, nhưng không xuất thủ, roi quấn trên tay, như đang làm gì đó, phảng phất xoay quanh Ngõ Lạt. Đột nhiên, nàng chạy, Ngõ Lạt đuổi theo, nhưng cảm giác chân bị quấn, mất cân bằng, ngã sắp xuống. Ngõ Lạt phản ứng nhanh, nhận ra bị roi quấn, muốn ổn định, nhưng hỏa Yến không cho cơ hội kéo mạnh roi, ngõa lạt ngã xuống. Roi thoạt nhìn nhỏ, không biết hỏa yến làm thế nào, kéo từ dưới thân ngõa lạt, roi về tay nàng, bước chân không ngừng, xông đến ngõa lạt, vòng qua cổ, quấn roi. Ngõa lạt vô ý thức kéo, hỏa yến hai tay ghim lại, ngày ngày ném mạnh tạ đá, sức tay không thể khinh thường. Khải giáp mặc trên người, cổ không được bảo vệ, thịt yếu nhất. Người xem chỉ nghe một tiếng, lạc lạp, đầu ngõa lạt mềm nhũn rũ xuống ngươi không phải người ngươi là súc sinh hỏa yến thấp giọng giết ngươi roi là đủ nàng ngẩng đầu mỉm cười trong mắt lạnh lẽo nhìn mọi người dưới sân hắn chết ta thắng thắng bại đã phân người tiếp theo tình thế sân đấu võ thay đổi vừa rồi ngõ lặt hành hạ vệ hoàn như mèo vườn chuột không ngờ rằng bản thân sẽ chết trong tay thiếu niên yếu đuối giết người cần bao lâu một chén trà một nén nhang hay một khắc đồng hồ không cần tần binh lương châu vệ biết rõ hòa yến lợi hại trước đó cùng hoàng hùng giang giao đấu còn rõ nhưng lúc này hòa yến khác trước thiếu niên lạnh lùng thân mang sát khí nàng cười nói chiến trường không cần biểu diễn nghĩ giết thế nào liền động thủ ánh mắt hướng nhật đạt mộc tử nhật đạt mộc tử nhìn nàng tần binh lương châu dần phản ứng kích động hòa yến thắng hòa yến giết ngóa lạt hòa đài ca không tầm thường trình lý tố kêu lên đem bọn họ đánh bầm dập Lương Bình và Mã Đại Mai nhìn nhau, Hòa Yến giết người nhanh như chớp, cũng quá nhanh. Các người, thiếu niên đứng trên sân cao, nhìn người Tây Khương cười. Không chịu thua, người tiếp theo. Phía Tây Khương im lặng, nàng cười khiêu khích. Ta biết, lấy sinh mệnh làm cược, đáng sợ. Tây Khương dũng sĩ cũng có lúc không dám lên sân. Không sao, ta đại ngụy trung nguyên nhân thiện, không nguyện ý, thua, gọi ta một tiếng cha, tỉ thí này dừng, thế nào? Ai tới gọi ta một tiếng cha? hỏa yến nhìn nhật đạt mộc tử ngươi là thủ lĩnh ngươi gọi được không hỗn chướng một binh sĩ phía sau nhật đạt mộc tử bước lên mắng hỏa yến không sợ mở miệng không được sao vương bá nhỏ giọng thật sảng khoái nàng cố ý chọc giận đối thủ hoàng hùng trầm giọng nhưng tình huống này không cần làm vậy hỏa yến tính tình cuồng vọng trước kia coi là tính cách thiếu niên bây giờ chọc giận nhật đạt mộc tử không phải chuyện tốt ta đấu với ngươi một giọng từ sau lưng Nhật Đạt Mục Tử. Thống lĩnh, ba chúc nguyện chiến. Nhật Đạt Mục Tử nhìn hắn, không rõ hỉ nộ, chỉ nói. Đi thôi. Ba chúc bước lên sân, khác với ngõ lạt, ba chúc tráng kiện nhưng không quá mức, tầm ngoài 30 tuổi. Toàn thân mặc áo choàng ô sắc, đầu dấu trong mũ vải, mặt mày không rõ, cả người trắng bệch cổ quái như quỷ mị. Giọng hắn khàn khàn, như quả đen, ba chúc đá thi thể ngõ lạt xuống sân. Vướng chân. Không nhìn, chỉ nói với Hỏa Yến, người có tổn thương cũng. Hỏa Yến trầm xuống, ba chúc khác Ngõ Lạt, Ngõ Lạt mang sức mạnh, không biến báo, dễ tìm nhược điểm. Nhưng ba chúc phát hiện nhược điểm, từng bước đều có kế hoạch. Hắn giơ đao, Hỏa Yến quấn roi, phóng tới. Trận đấu trước, Hỏa Yến thấy nhược điểm của Ngõ Lạt, dễ dàng kết thúc. Nhưng với ba chúc mới, nàng chưa biết gì. Ba chúc giấu nhiều đồ trong áo choàng, Hỏa Yến đề phòng, hắn giảo hoạt, giữ khoảng cách không để roi tới gần. Lương Hỏa Yến đau âm ỉ, trước đó tại thành Lương Châu, giao thủ với Đinh Nhất bị thương, bị lừa lên Bạch Nguyệt Sơn, vật lộn, vết thương nứt ra. Về địa lao, không có trầm mộ tuyết đưa thuốc, lạnh ẩm, vết thương nặng hơn. Giết ngõa lạt dùng qua sức, ảnh hưởng vết thương, giờ đấu với ba chúc, đau thấu xương. Ba chúc cười. Người sắc mặt không tốt, vì bệnh cũ tái phát. Hỏa Yến khẽ giật mình, ba chúc đã kéo roi, lôi nàng, người dưới sân kinh hô, ba chúc vung đao, tay khác đánh vào chỗ vết thương. Hỏa yến giữ chặt, rồi buông ra, cuốn lên mặt hắn, ba chúc tránh, nhưng để lộ mặt. Hai người lui lại, một trường đánh vào vết thương, hỏa yến nuốt máu, vẫn cười, nhìn người trước mặt thật xấu xí. Không còn mũ che, ba chúc lộ diện, một nửa mặt tốt, một nửa bị lửa thiêu, sẹo đỏ như con rết. Dưới sân kinh hô, bị lộ mặt, ba chúc khó coi, nhìn chằm chằm hỏa yến, hận không thể ăn thịt uống máu. Hỏa Yến cười, ngoắc ngón tay. Lại đây. Ba Trúc cười lạnh, xông tới. Hỏa Yến vừa động, biết không ổn, trường Ba Trúc không lưu tình, máu thấm ra. May nàng mặc trang phục đen, không nhìn ra. Nhưng tiếp tục thế này, không biết còn kiên trì được bao lâu. Trên sân cao luận bàn, không trọng điểm, trọng điểm là dùng ba trận luận bàn. Để tranh thủ thời gian, nếu không ai gánh vác được loan đao Tây Khương, trở thành đơn phương đồ sát, tất cả phía sau đều không có cơ hội nhất định phải giết ba trúc mới có trận thứ ba tây khương giỏi dùng loan đao mỗi người tùy theo lực đạo mà điều chỉnh loan đao của ba trúc linh hoạt roi của hỏa yến khó cuốn hỏa yến quấn roi quanh chân ba trúc hắn khinh nguyệt cùng một chiêu dùng trên hai người quá ngây thơ lách qua hỏa yến loan đao đánh xuống cổ khác ngoã lạt ba trúc ngay từ đầu nhắm vào mệnh hỏa yến không có nửa phần hư chiêu hỏa yến kéo roi, chặn loan đao trước mắt, ba chúc cười giữ, lui lại, không tránh kịp, hắn tay phải lấy ra trùy thủ. Trùy thủ dài bằng ngón cái, tiêm mỏng, như lưỡi dao. Tay buông lỏng, nhìn như một trường vỗ vào hông hỏa yến, nhưng không ai biết lòng bàn tay chứa dao, chui vào huyết nhục. Hỏa yến cảm thấy đau thấu, bóp quyền đánh tới, ba chúc gần ngay trước mắt, cười. Có đau không, đau thì... Lời hắn dừng lại, quyền của hỏa yến đỡ giữ cổ họng hắn, chết không buông. Ba chúc rằng co, không biết roi đã buộc chặt chân hỏa yến, không thoát đi, càng dẫy rủa càng trợn trắng mắt, cuối cùng, miệng phun máu, dần bất động. Hỏa yến mặt không biểu cảm, dùng sức chống đỡ, xác nhận hắn không còn hơi thở, buông tay. Trên cổ ba chúc lộ ra trông sắt, cắm sâu trong ít hầu. Hỏa yến nhặt trông sắt trên đất, màng ám khí tăng khả năng sống sót, không biết gặp địch nhân thế nào, duy nhất có thể làm là gia tăng cơ hội sống nàng không đến gần ba chúc, vì hắn đề phòng. Một kích cuối cùng là thương địch 800, tự tổn 1000, nhưng nàng đỡ hơn, chỉ bị tổn thương bên hông, ba chúc đã mất mạng. Người có át chủ bài, làm sao biết ta không có? Nàng nói nhỏ, sau đó, nàng rút roi sắt từ ba chúc, quấn lại cổ tay, đứng lên, trang phục màu đen thêm phần khắc nghiệt. Nàng đứng thẳng, không mệt mỏi, vuốt roi, cười nhạt, nhắc lại lời trước. Hắn chết, ta thắng, thắng bại đã phân, người tiếp theo. chương 112, trở về. Dưới đám đông, không ai thấy rõ Hỏa Yến và Ba Trúc làm sao phân thắng bại. Chỉ thấy hai người họ quay cuồng đánh nhau, Ba Trúc đánh Hỏa Yến một cú, còn Hỏa Yến dùng ám khí đâm vào cổ Ba Trúc. Dù thủ đoạn không được quang minh, nhưng cuối cùng vẫn thắng. Hòa đại ca thật lợi hại. Trình Lý Tố Hô lên đầu tiên. Đánh hay quá, đánh hay quá. Im miệng lại, tống đào đào quát lớn. Trình Lý Tố bất mãn. Tôi cổ vũ cho anh tôi thì sao? Giờ chưa phải lúc để yên tâm. Tống đào đào lắc đầu, nữ thì vẫn thận trọng hơn nam. Nàng thấy mặt Hỏa Yến có vẻ tái nhợt hơn, trong lòng lo lắng, nghĩ Hỏa Yến có thể bị thương. Nhưng Hỏa Yến mặc đồ đen, nên không thấy rõ bị thương ở đâu. Trên đài, chàng trai mặc áo đen hơi nhích cằm, cười hỏi. Không ai dám lên sao? Lúc này, Nhật đặt ngục tử đột nhiên cười to, vừa cười vừa vỗ tay. Thú vị, thú vị, không ngờ Lương Châu về lại có người thú vị như vậy. Chưa dứt lời, anh ta đã phi ngựa về phía diễn võ đài cao. Hắn di chuyển nhanh chóng, những người xung quanh không kịp phản ứng, vài tân binh Lương Châu suýt bị ngựa dẫm, may có người kéo lại. Nhật Đạt Mộc Tử dừng ngựa đột một cách đài diễn võ một bước, nhảy lên đài, đứng trước mặt Hòa Yến. Thống lĩnh không định tự mình ra tay chứ. Chàng trai ngạc nhiên nói. Ta chỉ là tân binh, có tài đức gì. Ngươi, nhật đạt mục tử lắc đầu còn không bằng hắn ta muốn hắn hòa hòa yến trầm tổng giáo đầu để tôi lên hòa yến nói thực ra nàng nói gì với trầm hắn cũng không quan trọng nhật đạt mục tử đã chú ý đến hòa yến đây là điều tệ nhất nhưng cũng may mắn vì họ có thêm thời gian ngươi không thay đổi binh khí sao nhật đạt mục tử cười nói đao của ta sẽ chém đứt roi của ngươi có khi roi của ta sẽ quân đứt đao của ngươi hòa yến cười nhẹ hai tay nắm roi giơ trước mặt người khương dùng đao cong mỗi người có loại khác nhau đao của nhật đạt mục từ rất lớn và dài cao gần bằng nửa người trên đao dính đầy máu người màu đỏ sậm đao vừa rút ra khỏi vỏ ánh nắng chiếu vào tỏa mùi máu tanh hỏa yến chỉ có thể chọn roi những năm giao chiến với người khương nàng dùng kiếm chỉ cần ai đã từng thấy phi hùng tướng quân sẽ nhận ra nàng dùng kiếm pháp giống hệt nhưng người khương giỏi dùng đao trước mặt họ dùng đao là tự chuốc khổ suy nghĩ kỹ nàng chọn roi sắt thuận tiện hơn nhật đạt mục tử cầm đao xông tới bước chân của hắn rất nhanh không hợp với thân hình to lớn của hắn nhưng động tác rất linh hoạt hắn cũng rất khéo léo luôn giữ khoảng cách vừa đủ để roi của hỏa yến không chạm tới hỏa yến muốn quấn roi vào đao của hắn nhưng bị nhật đạt mục tử né tránh hắn chờ tay chém vào roi sắt ầm um, một tiếng dù roi sắt chưa ngừng nhưng vẫn khiến người kinh ngạc. Tiếp tục như vậy, không biết cây roi này chịu được bao lâu. Vũ khí ở giá là để binh sĩ luyện tập, mạnh mẽ và bền bỉ thì tốt, nhưng đao của Nhật Đạt Mục Tử là bảo đao, không thể so sánh được. Hắn cười ha ha, vùng đao bổ ra, hỏa yến quấn roi vào đao, nhưng không kéo được, lực của Nhật Đạt Mục Tử quá mạnh, hắn nói. Hồn nhiên, rồi kéo đao về phía mình, kéo cả cơ thể hỏa yến bay theo. Hòa đại ca cẩn thận tiểu mạch không kìm được thốt lên, nhìn thấy hỏa yến bay về phía nhật đạt mộc tử, sắp đụng vào lưỡi đao, chàng trai đột nhiên cười, roi kéo một đường, tránh lưỡi đao, rồi đập vào mặt nhật đạt mộc tử, nàng mượn lực bay qua đầu hắn, lăn một vòng trên mặt đất rồi dừng lại. Mọi người dưới đài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhật đạt mộc tử chậm rãi quay đầu lại, vốn dĩ hung ác tàn nhẫn, lúc này bị hỏa yến quất một roi vào mặt, máu chảy xuống má, nhật đạt mộc tử không quan tâm, vuốt nhẹ liếm máu trên môi, nhìn chằm chằm Hỏa Yến, nói: "Ngươi thật lợi hại." Giọng hắn nói rất nhẹ, nhưng rơi vào tai người khác lại làm dùng mình. Hỏa Yến nói: "Cũng thế thôi." Vết thương trên lưng rất đau, vừa quay cuồng làm lưỡi dao đâm sâu hơn. Nhưng nàng không thể rút dao ra lúc này, thứ nhất, nơi này không cho phép thời gian rút dao, thứ hai, nếu rút ra, máu không cầm được, chẳng mấy chốc sẽ kiệt sức. Nhưng bây giờ, Hỏa Yến không biểu hiện vẻ nhẹ nhàng như vậy, Chủy thủ ba chúc đâm vào người nàng không dài, ngắn mà tinh xảo, rộng bằng ngón trỏ, đưa vào ngang, dù không trúng chỗ yếu, nhưng lại che ngay vết thương cũ. Vết thương trước kia nứt ra trong khi giao đấu, lưỡi dao đâm càng sâu, như cảm giác bị cắt thịt. Nàng cúi đầu, nhanh chóng cắn môi một cái, môi lại có huyết sắc, nhìn qua, lại là chàng trai hăng hái đó. Ngươi còn chống đỡ được bao lâu? Nhật Đạt Ngục Tử không lo lắng, cười nói, "Mồ hôi của ngươi sắp chảy hết rồi. Phải không? Hỏa Yến sờ thử, có lẽ thời tiết quá nóng. Nhật Đạt Mộc Tử chậm rãi nâng đao, cười gần đánh tới. Máu ngươi cũng sẽ chảy hết. Hỏa Yến lao tới, tần binh lương châu vệ dưới đài đều lo sợ, khi Hỏa Yến đối mặt Nhật Đạt mục Tử, không thành thạo như đối mặt hai người trước. Nhật Đạt Mộc Tử hung tàn rào hoạt, Hỏa Yến dù lợi hại thế nào, cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi. Giang dao lầm bầm. Hắn không chịu nổi, có thể bị thương. Hoàng Hùng cao mày. Nếu thật sự không ổn. Hắn sờ lên thanh đại đao sau lưng. Chúng ta cùng xông lên, không thể nhìn hắn chết mà không làm gì. Vương bá mắng. Làm gì, những giáo đầu này không ngăn cản, để một thằng nhóc lên nghênh chiến. Mất mặt không? Trầm hãn đứng trong đám đông, nhìn chăm chăm hỏa yến, tay bóp nát tờ giấy. Bên cạnh lương bình sốt ruột, thấp giọng nói. Tổng giáo đầu, chúng ta không thể cứ đứng chờ, không thể để người Tây Khương làm chủ, hay là đừng tự ý trầm hãn quát khẽ đợi thêm chờ chờ cái gì trên đài hỏa yến giao thủ với nhật đạt mục tử thêm mười mấy chiêu động tác của nàng không còn nhanh như trước rõ ràng làm người nhìn thấy chậm hơn quẹt vào cánh tay nhật đạt mục tử vài lần mỗi lần đều suýt chúng nhưng cuối cùng vẫn bị thương nhưng trên mặt nàng vẫn giữ nụ cười từ đầu đến cuối không thay đổi như thể đây không phải trận chiến sống chết chỉ như buổi luyện tập cùng bạn bè điều này khiến nhật đạt mộc tử khó hiểu hắn nói người trung nguyên các ngươi cũng giỏi giả vờ như vậy sao không hẳn vậy hỏa yến đau đớn giọng hơi yếu nàng cười nói ta đặc biệt giỏi giả vờ nụ cười của nhật đạt mộc tử không còn dễ dàng như trước hỏa yến cũng không dám buông lỏng cảnh giác với hắn năm đó giao chiến với người tây khương phương thống lĩnh nhật đạt mộc cơ bạo ngược hung tàn với thanh đao cong thu hoạch vô số linh hồn chỗ đi qua xương trắng chất đống Nhật Đạt Mộc Cơ thích nhất là dùng đao chém đầu tù binh, buộc vào đuôi ngựa, máu thịt vương vãi, trở thành ác mộng của nhiều người Trung Nguyên. Hỏa Yến dẫn đầu quân phủ Việt, giao chiến liên tục với quân Khương do Nhật Đạt Mộc Cơ dẫn đầu, mỗi lần giao thủ, Hỏa Yến đều nhận ra sự giảo hoạt và đáng sợ của đối phương. Trong trận chiến cuối cùng, Nhật Đạt Mộc Cơ chết dưới tay Hỏa Yến. Khi còn sống hắn thích chặt đầu người khác, không ngờ sau khi chết, đầu hắn cũng bị người khác chặt, cất vào hộp ngọc khảm châu, đưa đến hoàng cung kinh thành, trình lên hoàng đế, trở thành công lao của tướng quân, đổi lấy phần thưởng phong phú. Sau khi Nhật Đạt Mộc Cơ chết, Tây Khương mất đầu rắn, loạn lạc nhanh chóng bị dẹp yên. Còn người đàn ông trước mắt, Nhật Đạt Mộc Tử, có gương mặt giống hệt Nhật Đạt Mộc Cơ. Hỏa Yến đã tận mắt thấy Nhật Đạt Mộc Cơ chết, không thể sống lại, hơn nữa, mắt Nhật Đạt Mộc Cơ màu xanh thấm, còn Nhật Đạt Mộc Tử có mắt ám lam. Hỏa Yến nghĩ đến, Từng nghe rằng Nhật Đạt Mộc Cơ có anh em sinh đôi, thiên sinh man lực, hung ác. Nhưng do bất hòa, không làm thống lĩnh cùng Nhật Đạt Mộc Cơ, đã rời đi trước đây, hành tung không rõ. Bây giờ nhìn lại, đây chính là anh em sinh đôi của Nhật Đạt Mộc Cơ, Nhật Đạt Mộc Tử. Hắn có lẽ biết tin anh em chết, lại tập hợp tàn binh dân tộc Hương, đưa đám người đến Lương Châu Vệ. Hắn cũng giảo hoạt, biết tiêu giác không ở Lương Châu Vệ, tân binh còn non nớt nên mới dám trắng trợn như vậy nhưng Nhật Đạt Mục Tử cũng không ngu, dù bộ hạ anh dũng ngang ngược, một ngàn người đấu với mấy vạn tinh binh lương châu vệ cũng không thể thắng. Nên, nhân mã của hắn không chỉ ở đây, họ đã sớm bố trí nhắm vào lương châu vệ, vệ sở trước là Bạch Nguyệt Sơn, sau là Ngũ Lộc Hà, nếu quân đội từ Bạch Nguyệt Sơn đến, tuyết lớn không thể đi. Khả năng nhất là thừa dịp ban đêm, qua đường thủy gần nhất, vượt sông mà đến. Hỏa Yến chưa từng gặp Nhật Đạt Mục Tử, nhưng đã giao thủ nhiều lần với Nhật Đạt Mộc Cơ, biết rõ nội tình. Người này thích bày lôi đài, miệng nói luận bàn, thực ra thủ đoạn âm tàn, võ sĩ Trung Nguyên Quang Minh chính đạo đa số sẽ bại dưới tay hắn, trận chiến chưa đánh đã mất sĩ khí. Khiếp sợ người Khương, sau này dễ tan rã năm đó nhiều võ tướng đại ngụy trung kế Nhật Đạt Mộc Cơ. Chiến tranh không ngại dối lừa, sĩ khí là trọng, hỏa yến thấy rõ, Nhật Đạt Mộc Tử dù bất hòa với huynh đệ, lối làm việc không khác xưa tần binh lương châu vệ hôm nay không tránh khỏi ác chiến với nhật đạt mộc tử nàng đã làm mọi việc có thể và điều cuối cùng là trên diễn võ trường này tích lũy sĩ khí cho các huynh đệ đại ngụy có sĩ khí họ mới có thể phát huy thực lực trong trận đầu chiến tranh ta ghét nhất người trung nguyên giả vờ nhật đạt mộc tử cuối cùng không kiên nhẫn được nhìn một chút nơi xa như chờ tin tức nhưng không đợi được quay đầu lại nói nhanh lên kết thúc hỏa yến cười nói ta cũng nghĩ vậy nàng đưa tay trói chặt đai lưng hơn chút nữa đai lưng che vết thương để máu không chảy quá nhiều nhưng cũng đau và khó chịu hơn nhật đạt mục tử nhìn động tác của nàng đột nhiên nói ngươi làm ta nhớ đến một người hỏa yến ai ta dù chưa từng gặp nhưng nghe huynh đệ xui xẻo của ta nói trung nguyên có một tướng quân tên hòa như phi chúng tên trên chiến trường vẫn nhổ tên ra tiếp tục chỉ huy hắn cuối cùng chết dưới tay hòa như phi ngươi rất giống người đó hỏa yến nghe vậy Cười, sai rồi, ta không phải Hòa Như Phi, cũng không giống hắn. Nàng nhìn thoáng qua đám người Lương Châu dưới đài, "Nhưng ta là con cháu Đại Ngụy, ai cũng như ta, chỉ cần không chết, sẽ chiến đấu đến cùng. Trung Nguyên sẽ có ngàn ngàn vạn vạn phi hồng tướng quân, còn Tây Khương các ngươi?" Nàng ngước mắt, giọng mỉa mai, "Được bao nhiêu người như vậy?" Nói xong, nàng vung roi sắt, bay thẳng về phía Nhật Đạt Mộc Tử. Nhật Đạt Mộc Tử cười lạnh, không để tâm hắn thấy hỏa yến đã bị thương vết thương cũ mới đều có chỉ là nỏ mạnh hết đà dù sự nhẫn nại của nàng làm người kinh ngạc nhưng cũng không chống đỡ được lâu đao cong và roi sắt quấn vào nhau phát ra tiếng va chạm hòa đại ca tiểu mạch dưới đài lo lắng nhìn động tác của hỏa yến trở nên nhanh nhẹn nàng vung roi càng lúc càng nhanh nhanh hơn cả động tác vung đao của nhật đạt mục tử thanh loan đao kia vừa lớn vừa nặng với người bình thường động tác của Nhật Đạt Mục Tử đã rất nhanh. Nhưng không nhanh bằng roi thép, roi lợi dụng khe hở khi đao chưa kịp huy động, lên lòi từ mọi chỗ vào, đánh trúng mặt Nhật Đạt Mục Tử. Ban đầu chỉ là một vết máu nhỏ, nhưng chỉ trong chốc lát, trên mặt hắn đã có thêm nhiều vết máu. Ngươi cũng chỉ biết như vậy thôi sao? Nhật Đạt Mục Tử bị roi đánh liên tiếp, tức giận, thân sắc trở nên bạo ngược, thanh loan đao hướng thẳng đến cổ hỏa yến. Nhưng nàng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng né tránh người cũng chẳng hơn gì. Thiếu niên này thậm chí còn có thời gian nhưng đầu nói chuyện. Chuyện gì đang xảy ra? Nhật Đạt Mộc Tử ngày càng kinh ngạc, theo thời gian trôi qua, động tác của Hỏa Yến càng lúc càng nhanh. Hắn không phải đã bị thương sao? Vì sao vẫn có thể di chuyển linh hoạt, không bị ảnh hưởng chút nào? Chẳng lẽ trước đó hắn giả vờ, tiểu tử này thật sự không có vết thương nào sao? Hỏa Yến lách mình tránh mũi đau, nhón chân, đi vòng ra sau lưng Nhật Đạt Mộc Tử hắn mặc áo giáp, rất kiên cường, roi của nàng đánh trúng nhật đạt mục tử nhưng chỉ rơi vào giáp, không để lại dấu vết gì. Vậy, trên người hắn, không giống ba chốc ngõa lạt, chỉ còn một điểm yếu. Nàng nhắm mắt, tiến công về phía sau lưng nhật đạt mục tử. Nhật đạt mục tử quay người dùng đao ngăn roi sắt của hỏa yến, đánh bay nàng ra ngoài, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng lại mượn lực lao về phía hắn. Đây thực sự là đấu pháp không muốn sống, chỉ tấn công mà không phòng thủ hắn không phải muốn đồng quy vu tận sao? giang giao lầm bầm trong mắt người ngoài hỏa yến liều mạng được ăn cả ngã về không nhưng thực tế không tệ như vậy ngược lại nhật đạt mục tử từ lúc đầu nắm chắc thắng lợi dần dần rơi vào thế hạ phong thiếu niên này dường như biết rõ mỗi động tác xuất đao của hắn trong mỗi lần giao đấu rất sớm né tránh và nhanh chóng bắt được nhược điểm trong đao pháp của nhật đạt mục tử lợi dụng nhược điểm này để tấn công khiến nhật đạt mục tử cũng có chút bối rối hắn mới bao nhiêu tuổi, chừng 15, 16, chỉ trong chốc lát đã có thể nhìn ra nhược điểm của đối phương, lần địch nhân này thực sự là điều đáng sợ. Nếu như nói thiếu niên này, Trung Nguyên có vô số người giống hắn, Tây Khương thì sao? Tây Khương có bao nhiêu người như vậy? Kỳ tài ngút trời, không có, một người cũng không. Trong nháy mắt, Nhật Đạt Mục Tử chắc chắn có ý định rút lui. Sĩ khí của hắn suy giảm. Nhưng điều này, hắn lại oan cho Hỏa Yến. Dù Hỏa Yến có lợi hại thế nào, cũng không thể chỉ trong vài lần giao đấu mà nhanh chóng đánh giá được quỹ tích thân thủ của đối phương, huống chi là người như Nhật Đạt Mộc Tử. Thực sự là bởi vì, có lẽ vì họ là anh em sinh đôi có liên hệ máu mủ, hoặc có thể là họ cùng học từ một sư phụ, đao pháp của Nhật Đạt Mộc Tử và Nhật Đạt Mộc Cơ chắc chắn giống hệt nhau. Trong kiếp trước, Hỏa Yến đã giao đấu vô số lần với Nhật Đạt Mộc Cơ, biết rõ chiêu thức của hắn, giờ phút này lại tiện lợi cho việc đối phó với Nhật Đạt Mộc Tử và Nhật Đạt Mộc Tử vì vậy mà sinh ra tâm lý khiếp sợ, đúng ý muốn của Hòa Yến. Chỉ là dùng cách của kẻ kỳ lạ để trị kẻ kỳ lạ mà thôi. Họ quen với việc thích đả kích sĩ khí của người khác để gia tăng sĩ khí của mình, giờ đây cũng cảm nhận được cảm giác chán nản và thất vọng, đây chính là cơ hội. Roi của Hòa Yến càng đánh càng nhanh, khiến người xung quanh không kịp nhìn, Nhật Đạt Mộc Tử chỉ cảm thấy roi sắt như một con rắn sống xoay quanh trước mặt hắn, bóng dáng uyển chuyển, đao vung tới nhất định đánh hụt, lại trúng một roi trên chán. Hắn cuồng nộ bổ chém xuống hỏa yến, nhưng thiếu niên kia đã vòng ra phía sau hắn, động tác này trước đó khi đối phó với ngõ lạt cũng đã xuất hiện, nhật đạt mục tử trong lòng kêu không hay, nhưng thấy roi sắt đã bay múa trước mắt, như một bộ xích chân, sắp cuốn quanh cổ hắn. Sau đó, nếu ghim lại, yết hầu hắn sẽ gấy, sẽ chết như ngõ lạt. Trong lúc nhìn cân treo sợi tóc, hắn gào to. Kha Mộc Chí đây dường như là tên của một thuộc hạ của hắn. Sau một khắc, trên diễn võ trường, bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô của một nữ tử, đúng là Tống Đào Đào, bị một người Khương bắt ném lên diễn võ đài. Người Khương dáng người tráng kiện, sức lực cực lớn, Tống Đào Đào chỉ là một cô gái mảnh mai, bị ném lên như hàng hóa, nếu rơi xuống, dù không chết cũng sẽ bị trọng thương. Dưới đài không ai kịp phản ứng. Hòa Yến trong tay roi, tại cổ Nhật Đạt Mộc Tử đánh một vòng, rồi bay về phía Tống Đào Đào, thân thể nàng cũng lao về phía tống đào đào, roi sắt quấn lấy thân thể tống đào đào, hòa yến phi thân qua, ôm tống đào đào vào lòng, cả hai cùng rơi mạnh xuống đất. hòa yến nâng thân thể tống đào đào, cú ngã này làm vết thương bên hông nàng sâu hơn, nàng bất ngờ kêu lên một tiếng tê. đại ca cẩn thận. tiếng kêu to của trình lý tố vang lên, hòa yến a à, hòa ca. âm thanh lo lắng truyền đến từ bốn phương tám hướng, giọng lương bình thê lương đến cực điểm, hòa yến nghiêng đầu nhìn chỉ thấy một đường đao ánh sáng lao tới. Khi nàng ôm tống đào đào, phía sau lưng lộ ra, loan đao hung ác của Nhật Đạt Mục Tử rơi xuống, định chém nàng thành hai đoạn. Hỏa Yến một tay đẩy tống đào đào ra, bị đao phong quét qua, mắt nhắm nghiền. Nàng đã không còn sức để di chuyển, đi chết đi, ẩm ầm không có đau đớn như tưởng tượng, cũng không có máu phun ra năm bước, có vật gì đó khiến loan đao bị đánh bật, dường như có người chắn trước mặt nàng. Hỏa Yến chậm rãi mở mắt, thân ảnh quen thuộc, áo lam thấm thiêu ngân tuyến thành vài bạc cự mãng, nam nhân trẻ tuổi đứng trước mặt nàng, dáng người thẳng như tùng, tỉnh táo khiến người khác an tâm. Trường kiếm trong tay hắn còn chưa ra khỏi vỏ, như băng tuyết ống ánh trong suốt, lấp lánh sáng chói. Chính là một thanh ẩm thu kiếm hẹp và mỏng, hất văng thanh đao muốn đoạt mạng người. Đô đốc, đô đốc, là đô đốc. Mọi người dưới đài kinh ngạc một lúc, rồi lập tức sôi trào lên. Đô đốc đã trở về. Cứu cứu. Tiêu giác, trở về rồi sao? Hỏa Yến nhìn qua, cảm thấy ánh mắt mơ hồ, nhìn không rõ. Tiêu giác kéo nàng từ dưới đất lên, Hỏa Yến không còn sức, mềm nhũn dựa vào người hắn. Tiêu giác vịn eo nàng, dường như phát hiện điều gì, cúi đầu xem xét. Mặc áo đen, thoạt nhìn chỉ hơi suy yếu, không có vết thương gì, nhưng tay hắn khi đỡ eo Hỏa Yến lại chạm vào một mảng thấm ướt. Trên tay, là vết máu thần sắc hắn hơi dừng lại, chậm rãi nhìn về phía Nhật Đạt Mộc Tử, lời nói hướng về phía Hỏa Yến, ngữ khí hoàn toàn như trước đây mỉm mai. Sao mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều làm mình thê thảm như vậy? Hỏa Yến mỉm cười, nói khẽ có lẽ bởi vì, mỗi lần ta đều biết, ngươi sẽ đến cứu ta. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 113, Thầy Thuốc. Tiêu Hoài Cẩn Nhật Đạt Mộc Tử nhìn người trước mắt, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, Phi Nô. Phi xuất hiện phía sau hắn, tiêu giác trao hỏa yến cho hắn. Đưa họ xuống. Phi Nô dìu hỏa yến, tống đào đào theo sau, cả hai đi về phía võ đài. Lúc này xung quanh đông nghịt người, Phi Nô hỏi hỏa yến. Cô ổn không? Hỏa yến khẽ gật đầu. Ngồi xuống trước đi. Phi Nô đỡ nàng đến gốc cây ngồi dựa vào. Đại phu sẽ đến ngay. Đại phu, hỏa yến không hiểu, lương châu vệ chỉ có một nữ y sĩ là trầm mộ tuyết. Hiện giờ đang bị binh sĩ dân tộc Khương theo dõi chặt chẽ, một cô gái xinh đẹp trong quân doanh luôn thu hút sự chú ý. Nàng ngước nhìn về phía võ đài. Trên võ đài. Không phải muốn đấu với ta sao? Tiêu Giác lạnh lùng rút kiếm, ánh mắt đen nhìn người trước mặt, mỉm cười nói. "Lên đi." Nhật Đạt ngục tử hỏi, "Ngươi là Tiêu Hoài Cẩn?" Tiêu Giác cười, "Đúng vậy." Mọi người đều biết, Đại Ngụy có hai đại tướng quân nổi tiếng phong vân tướng quân Tiêu Hoài Cần và phi hùng tướng quân Hòa Như Phi. Nhưng giống như hỏa Yến chưa bao giờ đấu với người Nam Man, Tiêu Giác cũng chưa từng giao chiến với người Tây Khương. Danh tiếng đều nghe qua, nhưng đối mặt trực tiếp là lần đầu. Chưa từng thấy Tiêu Giác thật sự, trước đó tin tức nhận được là Tiêu Giác đang ở Trương Đài, từ Trương Đài đến Lương Châu, thời gian qua lại không thể về kịp. Nhưng thanh kiếm trong tay hắn, không giống kiếm thường, thấy hắn không động đẩy, tiêu giác nhướng mày. Sợ sao? Nhật đạt mục tử cười lạnh. Giả dạ vờ. Giờ đao sông tới. Thanh niên không nhúc nhích, kiếm trong tay lạnh lùng lóe lên, sắc bén không thể ngăn, hắn di chuyển như hoa rơi, phá vỡ loan đao, nhanh mạnh, làm người ta hoa mắt không kịp nhìn. Nhật đạt mục tử vừa đấu với hỏa yến đã mất sĩ khí, giờ càng không kịp phản ứng, liên tục bại lui, kiếm ẩm thu đâm thẳng vào ngực hắn. Thống lĩnh. Thuộc hạ hô lớn. Nhật đạt mục tử lùi lại, không bị tiêu giác đâm trúng ngực, nhưng giáp bảo vệ bị phá vỡ lộ ra trước ngực không có bảo hộ tây khương dũng Sĩ, tiêu giác cười nhạt chỉ thế thôi sao nhật đạt mộc từ giận dữ nhưng giao đấu vừa rồi đã thấy rõ không phải đối thủ của tiêu giác lương châu vệ ẩn chứa tài năng hòa yến là một tân binh nhưng có khả năng như vậy không biết còn có người khác hay không đấu võ không cần tiếp tục lần này thất bại đã mất hai tướng bị thuộc hạ thấy dáng vẻ chật vật sĩ khi mất chậm trễ sẽ chỉ hỏng việc phải quan trọng chính sự hắn nhìn về phía võ đài dưới nhưng tại sao chưa có động tĩnh tiêu giác nhã nhận lao kiếm cười như không cười nhìn hắn ngươi chờ gì chờ tin thắng từ phục binh ở ngũ lộc hà nhật đạt mục tử chấn động ngẩng đầu chậm rãi vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng tiêu giác cười khẽ ánh mắt lạnh lùng kha mộc trí nhật đạt mục tử lùi lại hô kho lương kho lương không có tin tức Thuộc hạ hoàng hốt. Thống lĩnh, họ chưa trở lại. Tiêu giác kinh ngạc. Dưới đài, có người cười. Nhật đạt mục tử nhìn theo âm thanh, thấy thiếu niên áo đen là hỏa yến cười khoai trí, giọng yếu ớt nhưng vẫn rõ ràng, khiến người ta chán ghét. Lén phóng hòa kho lương của người khác quá hèn hạ, đã có người bắn nỏ ở đó chuẩn bị, thống lĩnh, thuộc hạ của ngươi không về được. Đã chuẩn bị sẵn, Nhật đạt mục tử nhận ra nguy hiểm, hắn đã chuẩn bị từ lâu, tưởng rằng có thể hài lòng thu lưới, không biết mình là bọ ngựa bắt ve, còn có chim sẻ phía sau. Bị lừa rồi, chắc chắn tiêu giáp đi trương đài là giả, lương châu vệ tân binh không chịu nổi một kích cũng giả, tất cả là giả, mọi thứ đều để bọn họ mắc lừa. Nội ứng đã bị lộ. Chúng kế, chạy mau. Hắn hướng mọi người dưới đài quát. Bờ sông có phục binh. Phục binh, dân tộc hương binh sĩ không hiểu, bờ sông phục binh không phải là người của mình sao? Lời này nghĩa là đã đến thì không đi được. Tiêu Giác nhìn hắn, đừng đi nữa. Nhật Đạt Mục Tử nghiến răng, hoành đao trước người. Tình thế đến mức này, Tây Khương sĩ khí không đủ, chúng bẫy, chỉ còn cách tử chiến đến cùng. Nhưng giữ được núi xanh không lo không cùi đốt. Nếu chạy thoát, sau này có cơ hội trở lại. Các Dũng sĩ, hắn nâng đao, giết họ, giết sạch. Binh sĩ sau lưng nâng đao, đồ sát đứng lên, hỗn chiến với Lương Châu vệ tân binh. Người trong bóng tôi bắn tín hiệu khói bay lên, nổ vang trên không. Nhật đạt mộc từ quay người muốn trốn trong lúc loạn, vừa quay đầu lại, cảm thấy có người đè lên vai mình. Muốn chạy. Nam đồ đốc trẻ tuổi giờ khắc này, ngũ quan xinh đẹp kinh diễm, cười lạnh lùng. Chạy sao? Đúng lúc này, phía trước vang lên âm thanh lớn, từ hướng ngũ lục hà, một đội quân hắc giáp đen váy chạy tới, người dẫn đầu cưỡi ngựa, cầm chiến kỳ viết chữ. Nam, là nam phủ binh. Cử kỳ doanh, Nam Phủ Binh đến rồi. Hỏa Yến mắt không mở nổi, Phi nô không muốn nàng trong lúc hỗn loạn bị thương, dìu nàng lui về phía sau, Hỏa Yến chỉ nhìn thoáng qua. Nam Phủ Binh liên tục từ bờ sông đến, dường như vô tận. Cứu Binh đến rồi, nàng hôn mê, nhìn về phía tiêu giác, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Hóa ra, hắn đánh chủ ý này. Đây là một trận chiến thảm khốc. Nhật Đạt Mục Tử không ngốc đến chỉ dẫn một ngàn binh khiêu khích Lương Châu Vệ, mà chiếm thôn trại gần ngũ Lộc Hà, đêm nước độ, bờ sông Phục Binh. Nếu Lương Châu Vệ tân binh rút lui, như dê vào miệng cọp, bị một mẻ hốt gọn. Nhưng tính không bằng trời tính, Nhật Đạt Mục Tử không ngờ khi hắn đấu với người trên võ đài, Phục Binh ngũ Lộc Hà gặp trở ngại. Tưởng tân binh đều ở võ đài, không biết có cung nỏ đội trong rừng bên cạnh, người Khương vừa xuất hiện, bị tiễn trận, trận cước loạn dẫn đầu tân binh này đấu trước sau đó tiêu giác trở về với một vạn nam phủ binh một vạn nam phủ binh đấu với hơn một vạn người khương không dễ thắng nhưng sĩ khi tăng vọt lương châu về tân binh cùng cửu kỳ doanh không gì không đánh được tưởng thắng lợi trong tay khoảnh khắc bị đảo ngược nhật đạt mục tử thân tín đều chết tự biết khó thoát không muốn làm tù binh cầm loan đao cắt cổ tự vẫn thống lĩnh chết rắn mất đầu người Khương còn lại nhanh chóng tháo chạy. Nhanh hơn dự kiến, Lương Châu vệ võ đài, Bạch Nguyệt Sơn dưới, đường cái bên cạnh, ngũ lộc hà một bên, đều là thi thể. Một trận chiến này, Lương Châu vệ tân binh cũng tổn thất không ít, thảm thiết nhất là lính gác bị giết đêm qua. Thứ nhì là cung nỏ thủ bên ngũ lục hà, người Khương đấu trước tiên. Sống sót, binh sĩ nhẹ vết thương giúp quét dọn chiến trường, khiêng thi thể đồng đội ra. Trọng thương được đưa đến y quán, chầm mồm viết và nô bộc trần trị tiêu giác đi ra ngoài trầm hãn theo sau cứu cứu trình lý tố bị xích ôm mang theo nhào tới chưa tỉnh hồn ngươi sao giờ mới về ta sợ muốn chết tưởng rằng ta phải chết ở đây tiêu giác chưa kịp nói trình lý tố nhìn thấy trầm hãn theo sau nhớ lại khổ sở trước đó lập tức cáo trạng cứu cứu nói một chút trầm giáo đầu hôm nay nếu không có hòa đại ca cái gỗ kia đã sớm tàn sát lương châu vệ hòa đại ca giúp chúng ta lại bị trầm giáo đầu nhút vào địa lao quá ủy khuất địa lao tiêu giác nhìn trầm hãn chuyện gì trầm hãn đáp nói rất dài lúc đó tình thế cấp bách ta không dám chắc hỏa yến thân phận các ngươi còn oan uổng hắn giết người cuối cùng đem hòa đại ca bắt lại để hung thủ thật sự đi đại ca hôm nay cứu các ngươi các ngươi phải xin lỗi đủ tiêu giác quát xích ô đưa trình lý tố về cứu cứu ngươi đi đâu ta đi thay y phục. Tiêu giác bỏ mặc hắn, nói với trầm hãn. Ngươi theo ta, ta có việc hỏi. Hắn trở về vội vàng, không nghỉ đi đường, vừa kinh qua một trận ác chiến, toàn thân đầy máu và bụi đất. Về phòng tắm rửa đổi sạch y phục, mới ra ngoài, gặp một thanh niên mặc áo trắng. Thanh niên tuổi tương tự tiêu giác, mi thanh mục tú, hào hoa phong nhã, gặp người mang ý cười, y phục theo tiên hạc, giữa đông cầm quạt xếp lay động. Thấy tiêu giác, hắn cười. Ngươi bị thương, xem qua không? Tiêu giác ngăn hắn. Không cần, sát vách có người sắp chết, ngươi xem một cái đó. À, thanh niên nhìn phòng sát vách, lộ vẻ không muốn. Ta bạch y thánh thủ lâm song hạc chỉ trị nữ tử, ngươi đã ngoại lệ, giờ muốn ta phá quy củ, còn phải xem binh của ngươi. Tiêu giác. Đi không? Lâm song hạc mở quạt, nói. Đi thì đi. Trầm hãn nghe vậy, ngạc nhiên, thanh niên nhã nhận này là bạch y thánh thủ lâm song hạc. Lâm song hạc chữa bệnh cho Hỏa Yến, thật sự tiêu giác và Hỏa Yến quan hệ không tầm thường, nhớ lại việc nhốt Hỏa Yến vào địa lao, trầm hãn đau đầu. Chọc tổ ong vò vẽ, cả ba vào phòng Hỏa Yến, tống đào đào ngồi lau mồ hôi. Hỏa Yến chưa tỉnh, giường thấm máu, không biết vết thương ở đâu, tống đào đào muốn giúp nhưng không dám, trầm mộ tuyết bận trị thương binh nặng. Thấy tiêu giác mang thanh niên đến, vui mừng. Tiêu nhị công tử, đài phu đến. Tiêu giác. Ngươi ra ngoài. Tống đào đào nhìn Lâm Song Hạc, giật mình. Lâm công tử. Sau kinh không lớn, Tống tử quen Lâm Song Hạc, hai người từng gặp mặt. Tống cô nương, đã lâu không gặp. Lâm Song Hạc lung lay quạt. Ta tới xem bệnh cho tiểu huynh đệ. Nhưng ngươi không phải, Tống đào đào ngập ngừng. Ta chỉ trị nữ tử. Lâm Song Hạc thở dài. Nhận ủy thác của người, phá lệ lần này, lần sau không theo lệ nữa. Tống đào đào muốn nói gì, tiêu giác. Tống cô nương không có chuyện gì xin ra ngoài trước, tránh chậm trễ đài phu chữa bệnh. Được, tiểu cô nương ra cửa, tiêu giác đóng cửa, tống đào đào bị nhốt ngoài, đột nhiên nghĩ. Tiêu giác cũng trong phòng, sao không chậm trễ chữa bệnh. Trong phòng, lâm song hạc đến giường hỏa yến, đặt dương lên bàn, vừa mở vừa nói. Huynh đệ này có lai lịch gì, sao bên cạnh ngươi? Thân thủ không tệ, nhưng hơi gầy. Tiêu giác. Bớt lời. Lâm song hạc cười ngươi không cần đuổi tống cô nương, nàng rất thích huynh đệ này. Nhìn một chút cũng không vướng bận, sao đuổi đi, để nàng ngoài cửa nóng lòng. Tiêu giác. Ngươi sợ, sợ, sao sợ, không là bệnh khó chữa. Hắn định cởi y phục hỏa yến. Tiêu giác ngăn tay hắn. Lâm song hạc. Gì, trước tiên bắt mạch, ngoài thương bắt mạch gì, phải băng bó vết thương trước. Tiêu giác. Bắt mạch trước, tiêu hoài cẩn, ngươi sao vậy, chữa bệnh cần để ý bắt không, bắt. Lâm song hạc bị tiêu giác ép đến không còn tinh khí, bắt mạch hỏa yến. Vừa bắt, thần sắc biến đổi, không tin, lại bắt hai lần. Nhìn tiêu giác. Nàng là. Tiêu giác nhướng mày. Không sai. Lâm song hạc nhảy lên. Tiêu giác, ngươi giấu kiều nữ. Tiêu giác nhíu mày nhìn cửa. Ngươi lớn tiếng, sợ người biết không đủ. Ai biết, hiện tại ai biết. Lâm song hạc hỏi nhỏ. Chỉ hai chúng ta, Phi Nô, muội muội này được nha lâm song hạc quen gọi các cô nương là muội muội nhìn hòa yến khác biệt ngươi sao để người cách vách ngươi là cố ý không uống rượu hai người quan hệ sao lâu không gặp ngươi thích cô nương sao không nói đệ muội người ở đâu sao đến lương châu vệ vì ngươi tiêu giác nghĩ nhiều kiến công lập nghiệp gì nàng nói tiêu giác nhìn cửa sổ lâm song hạc nhấm nháp không hiểu nói cô nương này ghê gớm chịu được người thường không thể nhẫn, ta nhiều năm chữa nữ tử, dạng này lần đầu gặp. Lâm song hạc lấy vải sạch, băng bó hỏa yến, trong lòng cảm khái, ở sóc kinh trị liệu nữ tử, nhiều không đếm xuể, bệnh gì cũng có. Có người muốn xoa bớt chán, có người yếu đuối từ bụng mẹ, nhờ mở phương điều dưỡng thân thể. Có người muốn con, có người muốn đẹp, nhưng mời được hắn, phần lớn là nhà giàu, chưa từng nếm khổ. Vết thương cỏ đuôi chó này đặc biệt. Ngươi với nàng quan hệ thế nào? Hỏi. Tiêu giác. Không quan hệ. Không quan hệ ngươi chăm sóc nàng. Cầm ta sai bảo. Lâm song hạc. Thôi, ngươi định xử trí thế nào? Xử trí. Cô nương ra mặc tân binh quần áo, không thật là ngươi binh. Ta thấy là thanh tú giai nhân, bị tra tấn, không thể để nàng mãi trong quân doanh làm tân binh. Đưa nàng đến trầm mộ tuyết, để trầm mộ tuyết chăm sóc, bên cạnh ngươi không cần đi nơi nguy hiểm. Cô nương yếu đuối, nên che chở, ngươi tàn nhẫn. Yếu đuối, tiêu giác cười. Ta về, nàng mới chặt hai đầu người Tây Khương. Lâm song hạc, muộn chút, nàng chặt cái thứ ba. Lâm song hạc băng bó run tay, cười. Chân nhân bất lộ tướng. mười 114, Lâm song hạc. Hỏa Yến ngủ một giấc rất dài. Trong giấc mơ, nàng đang đấu kiếm với Nhật Đạt Mộc Cơ, một tên thống lĩnh bạo ngược và tàn ác. Hắn bị nàng dùng kiếm chỉ đầu, mạnh mẽ ngẩng mặt lên, đó chính là khuôn mặt của Hòa Như Phi. Thanh kiếm trong tay Hòa Yến keng một tiếng rơi xuống, nàng mở mắt ra, nhìn thấy màn giường mềm mại, dưới người là đệm giường ấm áp. Nàng cúi đầu nhìn lại, thấy mình đang nằm trên giường, cơ thể không sao cả. Hòa Yến nhớ rằng trước khi ngất đi, nàng đang ở diễn võ trường, Tiêu giác đang giao đấu với Nhật Đạt Mộc Tử, còn viện quân từ Nam phủ binh đã tới. Bây giờ tình hình ra sao, mọi chuyện đã kết thúc chưa? nàng chống đỡ cơ thể, chậm rãi ngồi dậy. Khi vừa động đẩy, vết thương trên lưng đau nhói, nàng nhịn không được mà nhíu mày, ngừng lại một chút, rồi mới vịn vào đầu giường mà ngồi xuống. Vết thương trên người nàng đã được băng bó, nàng đã trở về phòng mình, căn phòng bên cạnh tiêu giác. Trong phòng không có ai, nàng muốn gọi người vào hỏi tình hình nhưng không được. Khi nàng đang suy nghĩ, cửa bị đẩy ra, một người trẻ tuổi mang thuốc bước vào. Hắn đóng cửa, mang thuốc đến bên giường hỏa yến, Thấy nàng đã ngồi dậy, liền cười. Tỉnh rồi à, nhìn có vẻ khôi phục không tệ. Đây là khuôn mặt xa lạ, trong lương châu vệ, đây là lần đầu Hỏa Yến gặp hắn, nhưng nhìn trang phục của hắn, chắc chắn không phải là tân binh. Hỏa Yến nhìn chầm chầm vào mặt hắn, trong đầu trống rỗng một lúc, rồi đột nhiên tỉnh táo lại, suýt nữa đã một miệng gọi tên hắn. May mắn thay, nàng kịp thời phản ứng, lời đến khóe miệng liền nuốt xuống. Người kia cười nhìn nàng, nói ta tên Lâm Song Hạc, là đại phu, cũng là bạn của Tiêu Hoài Cẩn. Vết thương của ngươi là do ta chữa trị. Thấy Hỏa Yến chỉ nhìn chằm chằm mà không nói gì, Lâm Song Hạc suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Ngươi đừng hiểu lầm, y phục không phải do ta cởi, là Tiêu Hoài Cẩn cởi, ta chỉ phụ trách chữa bệnh. Khổ, thân phận thật của ngươi, ta cũng biết. Hắn hạ giọng, đến gần Hỏa Yến nói. Muội muội, ta thực sự bồi phục ngươi nha. Hỏa Yến nàng cố gắng gật đầu cảm ơn lâm song hạc đa tạ ngươi không có gì lâm song hạc cười nói đưa thuốc cho nàng uống đi thuốc đã nguội rồi hỏa yến nhận chén thuốc chậm rãi uống trong lòng không khỏi kinh ngạc lâm song hạc lâm song hạc lại đến lương châu vệ đối với lâm song hạc hỏa yến không hề xa lạ thực tế hắn cũng là đồng môn của nàng năm đó cả hai cùng học ở hiền sương quán Hỏa Yến cảm thấy nàng thân thiết với Lâm Song Hạc hơn cả tiêu giác. Bởi vì mỗi lần kiểm tra, hắn và nàng luôn tranh giành vị trí cuối cùng, và 10 lần thì 8 lần là hắn đứng ở vị trí đó. Lâm Song Hạc trông rất thông minh, nhưng thực tế thì văn võ đều tệ. Khác với Hỏa Yến cố gắng nhưng vẫn đứng cuối, Lâm Song Hạc thì chẳng bao giờ cố gắng. Hắn có quan hệ rất tốt với tiêu giác, ngày nào cũng đi cùng nhau, bài tập thì chép từ bản, thầy yêu cầu sao chép thì hắn trả tiền nhờ người khác làm giúp ở hiền sương quán các thiếu niên đều không giàu có ai cũng không thiếu mấy thứ nhỏ nhặt nhưng mỗi lần lâm Song hạc lấy ra đều là vật quý luôn khiến người khác thèm muốn hỏa yến từng bị cám dỗ giúp hắn chép bài một đêm để đổi lấy một khối ngọc quý lâm song hạc vô cùng giàu có gia đình lâm song hạc đời đời làm nghề y tổ tiên đã làm việc trong thái y viện của cung đình ông của lâm song hạc lâm thanh đàm hiện là thái y lệnh cha của lâm song hạc lâm mục cũng là thái y sư đặc biệt giỏi về y học dành cho phụ nữ và được quý phi trong cung yêu thích. Lâm Mục còn nghiên cứu và chế tạo một số bí phương làm đẹp, nịnh nọt thái hậu, hoàng hậu và quý phi thỉnh thoảng nhận được ban thường. Những phần thường này lại dành cho Lâm Song Hạc. Lâm Mục chỉ có một đứa con trai là Lâm Song Hạc nên cưng chiều vô cùng. Lâm Song Hạc dựa vào sự giàu có của gia đình, trong hiền xương quán không cần phải cố gắng. Nói chung, gia đình Lâm Song Hạc không đòi hỏi cao, không cần hắn phải văn võ xuất chúng hay nhập sĩ. Họ không quan tâm đến việc học của hắn, chỉ cần hắn không làm mất mặt gia đình là được. Gia đình không quá ép buộc, muốn ứng phó cũng chỉ cần qua mặt thầy ở hiền xương quán, mỗi ngày đều trôi qua nhẹ nhàng và thoải mái. Thiếu gia ăn chơi lâm xong hoặc bản thân đã lười biếng, thấy Hòa Yên cố gắng lại không hiểu, từng đến trước mặt nàng khi nàng đang học thuộc lòng và hỏi. Hòa Huynh, người ngày ngày cố gắng như vậy mà vẫn đứng cuối, có ý nghĩa gì không? Hỏa Yến không để ý đến hắn, tiếp tục hì hục học thuộc lòng, lâm song hạc mất mặt, tự mình đi chỗ khác. Qua mấy ngày, khi Hỏa Yến từ thứ nhất đếm ngược thành thứ hai, hắn lại tìm đến nàng, hỏi. Hòa Huynh, lần này kiểm tra, người có thể để ta đứng thứ hai từ dưới lên không? Hỏa Yến, vì sao? Thầy giáo đã báo cáo với ông nội ta, ông nội mắng cha ta, cha ta yêu cầu lần sau ta phải tiến bộ, nếu không sẽ cắt đứt tiền trợ cấp. Ta bây giờ đứng cuối, chỉ cần ngươi đứng cuối, ta sẽ tiến bộ phải không? Hỏa Yến, Hỏa huynh, cầu xin ngươi. Thiếu niên này khẩn cầu, nếu ngươi giúp ta lần này, ta sẽ tặng ngươi cái châm phượng hoàng mà thuộc phi nương nương đã ban thưởng. Không cần, Hỏa Yến từ chối, ta không phải nữ tử, châm cài để làm gì? Ngươi có thể tặng cho mẫu thân ngươi. Lâm Song Hạc lung lay cây quạt, tiếp tục thương lượng. Hoặc là ngươi thích gì cứ nói, ta sẽ tặng, chỉ cần ngươi giúp ta lần này. Xin lỗi. Tiểu Hòa Yến lắc đầu, ta thực sự không thể giúp, sao ngươi không nhờ Hoài Cần Huynh giúp ngươi ôn tập, hắn học hành rất giỏi, chỉ cần chỉ điểm một hai, ngươi chắc chắn sẽ tiến bộ. Lâm Song Hạc nghe vậy, lớn tiếng. Ngươi tha cho ta đi, ai muốn hắn chỉ điểm, hắn suốt ngày chỉ lo ngủ, lại không kiên nhẫn, muốn hắn chỉ điểm, còn không bằng tự ta nghiên cứu. Nói xong, lại thở dài. Trên đời sao có người suốt ngày ngủ mà vẫn đứng nhất? Là yêu quái à? Hỏa Yến nhìn thoáng qua tiêu giác đang ngủ gục trên bàn học, hoàn toàn đồng ý với lời của Lâm Song Hạc. Ông trời nhất định là cha ruột của tiêu giác, mới yêu ái hắn như vậy. Lâm Song Hạc ủ rũ, rất đáng thương, Hỏa Yến nhìn, động thêm lòng chắc ẩn. Nàng nói, thực ra, ngươi không nên nản trí, ta mỗi ngày đều ôn tập, nếu ngươi không chê, có thể cùng ta. Ta chỉnh lý bài tập, ngươi có thể xem. Không sao, nàng nói, nhưng có chút bất an, tuy nhiên, ta chỉnh lý cũng không tốt lắm. Lâm song hạc nhìn nàng, thấy sự lo lắng trong lòng hỏa yến, thiếu niên này mới hợp cây quạt lại. Được, cái gì? Cùng người ôn tập thì ôn tập, ta cũng thử một lần xem cảm giác của tóc lên xà nhà và lấy rùi đâm đùi như thế nào. Thực ra, ở hiền xương quán, nhân duyên của lâm song hạc tốt hơn hỏa yến nhiều. Hắn không mang mặt nạ, không làm đặc lập độc hành, sống phong độ nhẹ nhàng, lại rộng rãi, không kiêu căng, xử sự, sự khéo léo thường mời mọi người ăn ngon hơn nữa ai thiếu niên không có mẹ tỉ muội đều nhờ hắn năn nỉ lâm thái y chữa bệnh thêm vào đó ông nội hắn trong cung có quan hệ tốt với các quý nhân ai cũng không dám đắc tội vì vậy trong các thiếu niên ai cũng thích hắn tuy nhiên thích là một chuyện cùng hắn ôn tập lại là chuyện khác theo lý thuyết lâm song học muốn cầu người hỗ trợ nhiều người sẵn sàng giúp nhưng hắn học kém các thiếu niên ở Hiền Sương quán lại nhiều người tài giỏi, thực sự không ai có kiên nhẫn và thời gian để cùng hắn ôn tập từ đầu. Một lần hai lần, không ai đồng ý chịu cái khổ này. Hỏa Yến thì khác, tám lạng nửa cân, ai cũng không hơn ai. Thế là, trước kỳ kiểm tra tiếp theo, Hỏa Yến và Lâm Song Hạc ôn tập cả ngày cùng nhau. Lâm Song Hạc không giỏi võ, cũng từ bỏ, cùng Hỏa Yến ôn tập, chủ yếu là văn. Dù người khác nói gì, cũng không quan tâm. Tối tan học, mọi người đi ăn cơm, hai người vẫn ngồi trong phòng học, cùng nhau học thuộc. Tuy nhiên, việc học thuộc này thường là Lâm Song Hạc ngồi lệch ra một bên cầm sách, còn Hòa Yến thì đọc to lên. Nàng đọc Đại học Chi Đảo, tại Minh Minh Đức, tại Thân Dân, tại Chỉ Vu Trí Thiện. Chi chỉ nhi hậu định, định nhi năng hậu tĩnh, tĩnh nhi năng hậu an. Cổ chi dục minh minh đức vô thiên hạ giả, tiên. Tiên, đọc đến đây, quên mất đoạn sau, hỏa yến nhìn lâm song hạc. Lâm song hạc không nhắc nhở, vừa ăn trái cây khô vừa đùa nàng. Tiên cái gì? Hỏa yến kìm nén đến đỏ mặt, cố gắng nghĩ không ra đoạn tiếp theo là gì. Lâm song hạc vẫn thúc nàng. Tiên cái gì? Mau nói đi. Tiên sau đó lên, hỏa yến bịa ra. Khổ khổ khổ. Có người uống trà bị sặc, hai người nhìn lại, trong bóng tối trước bàn, tiêu giác uể hoài đứng dậy. Hoài cẩn, ngươi còn chưa đi à? Lâm song hạc ngạc nhiên ta tưởng rằng ngươi đã đi rồi. Thiếu niên từ bàn đứng dậy, có lẽ mới vừa tỉnh ngủ, còn nhập nhèm, đi đến trước mặt Hòa Yến và Lâm Song Hạc, hỏi. Ngươi đang làm gì, ta đang ôn tập bài vở. Lâm Song Hạc nắm vai Hòa Yến, rất tự nhiên. Ta quyết định cùng Hòa Huynh tiến bộ, ôn tập bài vở. Hắn hỏi. Đúng, Hòa Huynh chỉnh lý bản chép tay và cho ta xem. Hòa Huynh rất hào phóng. Lâm Song Hạc nói, tiêu giác nhìn Hòa Yến một chút, đưa tay cầm bàn chép tay trên bàn hỏa yến chưa kịp ngăn hắn đã lật xem bản chép này là hỏa yến tổng kết từ bài giảng của thầy tiêu giác cầm lên nhìn có vẻ ngạc nhiên hắn vóc dáng cao hỏa yến phải ngửa đầu nhìn thiếu niên tiện tay lật một trang ánh mắt dừng lại khóe miệng giật giật hỏa yến có chút căng thẳng một lát sau tiêu giác thả bàn chép tay xuống bàn mặt không đổi sắc nói một tờ năm câu người viết sai ba câu hỏa yến a à. Lâm song hạc cũng không biết làm sao. Tiêu giác liếc nhìn hai người, cười nhếch môi, giọng có chút chế nhạo. Cùng nhau tiến bộ. Lâm song hạc, hắn quay người đi, dưới mặt nạ, mặt hòa yến đỏ bừng. Kết quả lần kiểm tra đó, hòa yến còn nhớ rõ, nàng và lâm song hạc đứng cuối cùng, không biết lâm song hạc làm sao giải thích khi trở về, có được tính là tiến bộ hay không, ai cũng không biết. Nhiều năm đã qua, nàng không ngờ gặp lại lâm song hạc trong hoàn cảnh này. Cách xa sóc kinh ngàn giảm tại lương châu vệ, không phải tiếng sách vừa học đường, mà là chiến trường đã trải qua chém giết. Họ không còn là đồng môn ôn tập, một là tân binh, một là đại phu, vận mệnh thật kỳ diệu. Hỏa yên uống sạch chén thuốc, đặt bát sang một bên, nhìn người trước mặt. So với nhiều năm trước, khuôn mặt lâm song hạc đã trưởng thành hơn, không còn non nớt như thời thiếu niên, trông trầm ổn hơn. Khi không nói chuyện, trông hắn như một công tử văn nhã, nhưng khi mở miệng, dáng vẻ hoàn toàn sụp đổ. Hắn đến gần Hỏa Yến, cười nói: "Muội muội, ngươi hãy thành thật nói, ngươi đến Lương Châu vệ là vì Tiêu Hoài cần phải không?" "Hỏa Yến, cái gì? Ngươi thích hắn nên theo đuổi đến Lương Châu vệ." Hắn bội phục nói: "Can đảm thật." Hỏa Yến im lặng một lúc, rồi giải thích: "Không phải như vậy, thật sự là ta gặp chút chuyện ở kinh thành, không thể chờ được nữa, đường cùng mới phải nhập quân." Tiêu Giác và Lâm Song Hạc luôn có quan hệ rất tốt. Tất nhiên Lâm Song Hạc biết nàng là nữ tử, những chuyện này tiêu giác đã nói với Lâm Song Hạc. Vậy hắn sao phát hiện ngươi là nữ tử? Lâm Song Hạc không tin. Quan hệ của các ngươi không bình thường. Hắn phát hiện ta là nữ tử vì tiêu đô đốc rất tài giỏi, nghi ngờ ta và cho người đi điều tra thân phận thật của ta. Lâm Đại Phu, hỏa yến nhẫn lại cùng hắn nói chuyện, ta có thể thỉnh cầu ngươi một việc được không? Lâm Song Hạc nghiêm mặt. Mời nói. Tại Lương Châu Vệ, ngươi có thể đừng gọi ta muội muội, không. Nhiều người ở đây nói linh tinh, nếu lộ thân phận ta sẽ gây phiền phức cho Đô đốc. Bình thường gọi ta hòa huynh là được. Muội, hòa huynh, chuyện này nhỏ, tất nhiên là được. Lâm Song Hạc nhìn nàng, lắc đầu thở dài. Ngươi là một giai nhân thanh tú, sao không ở nhà mà lại đến đây chịu khổ, thật làm người đau lòng. Hòa Yến, thật đúng là, Lâm Song Hạc không thay đổi chút nào về chuyện này với tiêu giác, thời niên thiếu tiêu giác được nhiều cô nương ái mộ, nhưng hắn không để ý đến ai. Lâm song hạc thì ngược lại, chỉ cần là cô nương, không đúng, chỉ cần là giống cái, dù người hay động vật, hắn đều đối xử 12 vạn phần kiên nhẫn và nhu tình. Hắn gọi các cô nương đều là muội muội, thân mật và huyền truyền, như nhà hắn thật có nhiều huynh đệ tìm muội. Khi còn thiếu niên, nhiều cô nương muốn tiếp cận tiêu giác đã đến nhờ lâm song hạc giúp. Lâm song hạc không giống tiêu giác xa cách, rất thân mật và thân thiết, không giận vì chuyện này mà còn tình nguyện giúp. Hôm nay giúp vị muội muội này đưa hoa, ngày mai giúp vị kia bưng kiềm kê tâm. Hắn vốn đẹp trai, một lần hai lần, nhiều cô nương ban đầu muốn tiếp cận Tiêu Giác lại chuyển sang thích Lâm Song Hạc. Tất nhiên, Lâm Song Hạc rất có nguyên tắc, dù thích hay không thích hắn, tất cả cũng đều gọi là muội muội. Khi còn thiếu niên, hắn gọi Hòa Yến là hòa huynh. Gọi rất quang minh chính đại, giọng mạnh mẽ bây giờ đổi thành ngữ điệu ôn nhu, thân thiết gọi muội muội. Thật khiến Hỏa Yến khó mà chịu được, toàn thân nổi da gà. Trước đây vết thương của ngươi chưa lành, nay lại thêm vết mới, nhất là vết đau kia, đâm rất sâu, ta trị liệu nhưng không thể một hai ngày là khỏi. Những ngày này, ngươi cần nằm trên giường tĩnh dưỡng, không cần huấn luyện gì cả. Lâm song hạc nhìn nàng. Về phần vết sẹo, ngươi không cần lo lắng, nhà ta có phương pháp trừ sẹo rất tốt, dù không khôi phục hoàn toàn như trước, nhưng có thể khôi phục bảy tám phần, không quá trói mắt. Hỏa Yến gật đầu, đa tạ Lâm Đại Phu. Không cần cảm tạ, ngươi là nữ tử ta từng trị liệu có thương thế nặng nhất, cũng chịu đau giỏi nhất, coi như mở rộng tầm mắt cho ta. Lại là bạn của Hoài Cần, sau này coi ta là bạn, nếu có khó khăn gì, cứ nói cho ta biết. Nói đến đây, Hỏa Yến nhớ ra điều gì, liền hỏi Lâm Đại Phu. Đồ đốc có ở đây không? Ta có chuyện quan trọng muốn nói. Hắn ở bên ngoài, Ngươi chờ chút." Lâm Song Hạc đứng dậy, mở cửa, nói với người trong viện. "Tiêu Hoài Cẩn, Hoa Yến tìm ngươi." Tiêu Giác đang nói chuyện với Trầm Hán, nghe vậy gật đầu ra hiệu đã biết. Một lát sau Trầm Hán rời đi, hắn đi tới, Lâm Song Hạc chờ ở cửa, định theo vào. Tiêu Giác dừng lại, nhìn hắn. "Lâm Song Hạc không hiểu, làm gì? Ngươi chờ ở ngoài, vì sao?" Lâm Song Hạc nói. "Có chuyện gì ta không thể nghe sao?" Tiêu Giác liếc hắn một cái nhạt nhẽo nói trong quân cơ mật rồi đóng cửa lại ngay trước mặt lâm song hạc hỏa yến tốt thôi lâm song hạc ở đây thật không tiện biết chuyện này dù là đồng môn nhưng tình hình hiện tại ở lương châu vệ khiến nàng cũng trở nên lo lắng tiêu giác bước tới hỏa yến ngước nhìn hắn thật ra chỉ mới nửa tháng không gặp nhưng cảm giác như đã lâu lắm hắn vẫn lãnh đạm và lười biếng như trước phảng phất như chưa từng trải qua trận chiến nào quần áo vẫn sạch sẽ dáng vẻ vẫn như nước mùa thu hỏa yến giật mình lấy lại tinh thần nói đô đốc lôi hậu đang ở trong địa lao ta biết hắn ngồi xuống ghế trước giường nhìn hỏa yến bình thản nói đã cho người canh chừng hỏa yến nhẹ nhõm thở ra tất nhiên có người canh giữ không sợ lôi hậu tự sát trong địa lao tiêu giác chắc chắn hiểu rõ hơn nàng về điều này thực tế từ lúc tranh cờ khi giao đấu với lôi hậu hỏa yến đã cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cảm giác đó rất nhỏ, nàng không nghĩ ra cho đến khi bị giam vào địa lao. Hỏa Yến xác định Lương Châu về có nội gián cùng tiếp ứng với Hồ Nguyên Trung, từng bước nhận diện lại, điểm đáng ngờ lại quay về Lôi Hậu. Lôi Hậu có chút kỳ lạ. Lúc tranh cờ, khi giao đấu với Lôi Hậu, hắn dùng kiếm bằng tay trái. Hỏa Yến nhớ rất rõ, hắn dùng kiếm bằng tay trái. Điều này không có gì, có thể hắn thuận tay trái. Nhưng sau đó, khi Lôi Hậu vào Tiên Phong Doanh hỏa yến từng đi xem huấn luyện khi đó lôi hậu dùng thương lại là tay phải nếu hắn thuận tay trái không cần phải cố dùng tay phải trừ khi hắn muốn che giấu điều gì hỏa yến nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy lúc tranh cờ lôi hậu dùng kiếm rất khó chịu trông hắn quen dùng đao hơn dùng đao pháp mua kiếm không tự nhiên chút nào người bịt mặt dẫn nàng đi lên núi hôm đó cũng vậy sau đó nhật đặt mục từ dẫn binh đến lôi hậu định diệt khẩu trong địa lao nhưng bị Hỏa Yến chế ngự. Hỏa Yến cũng hiểu ra, nếu lôi hậu liên quan đến người Khương, hắn dùng đao, hơn phân nửa là loan đao. Có lẽ sợ bị phát hiện dấu vết, ban đầu dùng kiếm, nhưng Hỏa Yến nhảy cảm, lôi hậu cảm thấy không an toàn, quyết dùng tay phải để khó lộ dấu vết hơn. Tuy nhiên, Hỏa Yến còn có điều nghi hoặc, nàng hỏi, đô đốc, người đi trương đài, sao về nhanh vậy? Dù trương đài mọi việc thuận lợi, đi một lần không thể về nhanh vậy. Huống chi, hắn còn mang theo nam phủ binh. Ta không đi trương đài. Tiêu giáp nói, hỏa yến nhìn hắn, tín hiệu cầu cứu từ trương đài là giả. Hắn nói, ta đi khánh nam, mang một phần nam phủ binh tới. Hỏa yến im lặng. Điều này, nàng đã nghĩ đến khi bắt đầu nghi ngờ hồ nguyên trung. Đây là cái bẫy, để dẫn tiêu giáp rời đi, tiêu giáp không có ở đây. Nhật đạt mục tử dẫn đầu người Khương tấn công tân binh lương châu vệ tân binh mới luyện nửa năm không phải đối thủ của người Khương, trận này khó thắng. Nhưng Nhật Đạt Mục Tử không ngờ rằng, tiêu giác không đi trương đài. Hỏa Yến hỏi, vậy lôi hậu cũng do người cố ý đưa vào tiên phong doanh. Người đã sớm nghi ngờ hắn, tiêu giác mỉm cười. Đúng. Hỏa Yến thầm kinh ngạc, trong cuộc tranh cờ, rõ ràng nàng là người cướp được toàn bộ 20 lá cờ, nhưng tiêu giác lại chọn lôi hậu, kẻ bại dưới tay nàng, vào tiên phong doanh. Hỏa Yến không hiểu nổi, nhưng giờ mọi chuyện đã sáng tỏ chỉ sợ khi đó tiêu giác đã nghi ngờ lôi hậu là nội gián cố ý làm một trận dẫn rắn ra khỏi hang nàng hoàn toàn không nhận ra một ván cờ này tiêu giác bố trí sớm hơn tất cả nhật đạt mộc tử không ngờ rằng từ lúc bắt đầu đã rơi vào bẫy khó mà quay đầu đồ đốc người thật lợi hại hỏa yến chân thành nói dù cả hai đều là tướng lĩnh nhưng tiêu giác có tài không thể không khiến người bội phục tiêu giác nhìn nàng giống như cười mà không cười không bằng ngươi lợi hại hỏa yến ta hắn khoanh tay dù bận vẫn ung dung nhìn hỏa yến hỏi xong chưa hỏi xong rồi thì tới lượt ta lời này không rõ ràng hỏa yến không hiểu chỉ nói có ý gì hắn cười lấy từ trong ngực ra thứ gì đó ném trước mặt hỏa yến nàng nhặt lên xem xét đó là một tấm giấy gấp đôi trên đó vẽ địa đồ và chữ viết nhìn kỹ là địa đồ và chữ viết xung quanh lương châu vệ. Khi bị giam trong địa lao ban đêm, Tống Đào Đào đến thăm, Hỏa Yến nhờ nàng giúp một việc. Đó là giao tấm giấy này cho Trầm Hãn. Khi đó Hỏa Yến không biết Trầm Hãn sẽ làm gì với nó, nhưng tình thế nguy cấp, không thể lo xa. Hỏa Yến dự tính xấu nhất, nếu nàng không qua được, hoặc không ngăn được sự phát triển của sự việc, tấm giấy này là lá bài tẩy cuối cùng. Hiện tại, lá bài tẩy này đã đến tay tiêu giác hòa đại tiểu thư. Hắn nghiêng đầu, giống như cười mà không cười nhìn hỏa yến, giọng nhàn nhạt. Giải thích một chút. Trường 115, người vô tình. Giải thích, cái này muốn giải thích như thế nào? Tình thế lúc ấy rất nguy cấp, hỏa yến bị giam trong địa lao, đoán rằng đối phương sẽ hành động sớm. Cô lập tức bảo tống đào đào lấy giấy bút và viết thư cho trầm hãn. Trong thư, cô vẽ bản đồ lương châu vệ. Hỏa Yến đã ở Lương Châu Vệ hơn nửa năm, nên bản đồ vẽ rất chi tiết. cô đoán đối phương sẽ từ ngũ lục hà mà đến. cô đề nghị trầm hãn phai khoảng vài trăm đến một ngàn cung thủ mai phục tại khu rừng sâu hướng ngũ lục hà về phía lương châu vệ. một khi quân địch lên bờ, họ sẽ rơi vào bẫy. lúc đó ta bị vu cáo giết người và bị giam trong địa lao. hỏa yến giải thích dù người khác không tin ta, nhưng ta biết đối phương có âm mưu lớn. đồ đốc ngài lại không ở đây, nếu có gì bất chắc, lương châu vệ sẽ gặp nguy nên ta vẽ bức tranh này và nhờ tống cô nương giao cho trầm giáo đầu. tuy nhiên lúc ấy ta không chắc trầm giáo đầu sẽ làm theo lời ta. chỉ là liều một phen thôi. mặc dù trầm hãn ngoài miệng không tin nhưng liên quan đến lương châu vệ ông vẫn cẩn thận. ông cho người mai phục tại rừng sâu theo lời hỏa yến. khi quân nhật đạt mục tử đến diễn võ trường chúng rơi vào bẫy và bị đánh bại sĩ khí suy giảm. tiêu giác hỏi tại sao lại là bên bờ. Tiểu địch khốn chi, chóc tặc tất quan môn, phi khủng kỳ giật giá, khủng kỳ giật nghi vi tha nhân sở đắc giá. Hắn cười. Bình pháp học rất tốt, còn kho lương thì sao? Lương châu vệ dựa vào ngũ Lộc Hà và Bạch Nguyệt Sơn, con đường chính là từ đô đốc ra ngoài và vào thành. Ta đoán đối phương sẽ không chỉ muốn lương châu vệ. Nếu chúng muốn bao vây chúng ta, việc đầu tiên chúng sẽ làm là đốt kho lương, khiến lương châu vệ không có tiếp tế, không trụ nổi lâu. Hoặc là bị vây chết ở đây hoặc là mở cửa thành. Nếu quân địch vào thành, Lương Châu Thành sẽ không giữ nổi. Nên ta viết trong thư yêu cầu trầm giáo đầu bảo vệ kho lương, ngăn kẻ địch phóng hỏa. Thực tế, Nhật Đạt Mộc Tử đã phái người phóng hỏa nhưng bị lính mới của Lương Châu chặn lại. Người đoán rất chính xác. Tiêu Giáp nói chậm rãi, nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt cô. Không bỏ sót một chi tiết nào, tiểu cô nương. Ánh mắt hắn sâu thẳm như nước thu, khiến hỏa yến hơi không thoải mái, cô không biết trả lời thế nào lý do cô đoán được chính xác là vì cô đã nhiều lần thấy người khương phóng hỏa kho lương chỉ cần xác định đối phương là người khương cô có thể đoán bước tiếp theo của họ tiêu giác hỏi cha người dạy ngươi binh pháp sao hỏa yến biết hắn bắt đầu nghi ngờ nên bị chuyện không ta tự học đồ đốc không nghĩ ta là thiên tài sao hắn cười lạnh ngươi lừa người đúng không nếu đồ đốc nghi ngờ ta lừa đảo ít nhất phải có chứng cứ ngài nghi ngờ lôi hậu liền cho hắn vào tiên phong doanh để lộ chân tướng ngài nghi ngờ ta hãy để ta bên cạnh chúng ta chỉ cách nhau một bức tường nếu ta có vấn đề ngài sẽ phát hiện nhưng đến giờ ngoài việc ta là nữ tử không có gì xảy ra đồ đốc nói vậy không hợp lý tiêu giác cười ta không hợp lý đồ đốc để ta bên cạnh lâu như vậy chỉ phát hiện ta trung thành nhạy bén dũng cảm trí tuệ không có gì khác ta đã giải nguy cho lương châu vệ, chẳng lẽ không xứng đáng được thưởng sao? Thưởng. Hắn hỏi. Ngươi muốn thưởng gì? Hỏa Yến ngồi thẳng, tiến gần hắn, mắt sáng lên, ta có thể vào cửu kỳ doanh không? Không thể. Vì sao? Cửu kỳ doanh không nhận kẻ nói dối. Ta không nói dối. Hòa đại tiểu thư. Hắn nhìn cô, mỉm cười. Mặc dù không biết ngươi che giấu gì, nhưng một ngày nào đó, bí mật của ngươi sẽ bị lộ. Hỏa Yến lo lắng, quên trả lời hắn đứng dậy ra ngoài cô vội hỏi vậy hồ nguyên trung đâu tiêu giác không dừng bước nói chết rồi rồi ra cửa hỏa yến sững sờ chết rồi tiêu giác ra ngoài không thấy lâm song hạc chỉ có phi nô đứng ngoài tiêu giác hỏi lâm song hạc đâu lâm đại phu đi giúp trầm cô nương pha chế thuốc phi nô đáp lính mới chết trận ở lương châu về đã được an táng những lính mới sẽ được chôn dưới chân bạch nguyệt sơn những sinh mệnh trẻ chưa kịp trải qua một trận chiến thực sự, đã bị giết trong âm thầm. Tiêu giác nhíu mày. Sau khi nhận tin từ trương đài, hắn lập tức tiến về trương đài, nhưng giữa đường nhận ra có gì đó sai. Hắn liên hệ với trường cửu kỳ doanh, biết rằng trương đài bị ô thác quấy rối nhưng không nghiêm trọng như thư báo. Hắn quay đầu ngựa, phái một phần binh lực từ Khánh Nam Nam Phủ. Đối phương chắc chắn nhắm vào lương châu vệ, hoặc vào hắn. Hắn mới tiếp nhận lương châu vệ, nếu nơi này gặp rủi ro, hoàng đế sẽ có lý do thu hồi binh quyền, các đại thần bất mãn sẽ nhân cơ hội tấn công, hắn không thể giữ chức chỉ huy lâu dài. Những người Tây Khương đó, không phải Tây Khương, tiêu giác cắt ngang, là ô thác, phi nô ngạc nhiên. Ngoài nhật đạt mộc tử và thân tín là người Khương, còn lại đều là ô thác. Phi nô hỏi, mượn đau giết người, là giết ta, hắn cười, xoay người, gọi trầm hán và các giáo đầu đến phòng ta. Sau khi tiêu giác đi, hỏa yến nghỉ ngơi một lát, tống đào đào, trình lý tố và trầm mộ viết đến. Hai cô bé mang theo giỏ đồ ăn, vì người khương vừa qua, lương châu vệ phong tỏa, không thể vào thành, nên không có đồ ăn ngon từ từ lâu. Nhưng có canh cá và thịt trưng, tống đào đào chạy đến giường hỏa yến, hỏi, ngươi thấy khá hơn chưa? Cũng tạm, hỏa yến cười, cảm ơn ngươi đã nhờ trầm giáo đầu giúp ta. Cảm ơn, tiểu cô nương hơi ngượng ngùng. Không có gì, ngươi khi đó ở trong lao. Hơn nữa, ngươi đã cứu ta, chúng ta hòa nhau. Khi nào đại ca ta cứu ngươi? Trình Lý Tố không biết Tống Đào Đào từng bị Tôn Lăng bắt, hỏi. Đó là bí mật, sao phải nói cho ngươi? Tống Đào Đào không vui. Đó là đại ca ta, ta có quyền biết, ngươi không nói được. Thấy hai người này lại cãi nhau, Trầm Mộ Tuyết lắc đầu, nói với Hòa Yến. Hòa tiểu ca, trước đó ta trách oan ngươi cô nói đến chuyện Hồ Nguyên Trung. Không sao, Hỏa Yến nói, các giáo đầu giấu chuyện này, người không biết là bình thường. Hơn nữa, lúc đó người lo cứu người, không nghĩ nhiều. Đúng rồi, cô nhớ ra. Tiêu đô đốc nói Hồ Nguyên Trung chết rồi. Trầm mộ tuyết gật đầu. Hồ Nguyên Trung khi nhận đạt mộc tử xuất hiện, muốn bắt ta. Đô đốc về, hộ vệ giao chiến với hắn, hắn chết dưới tay hộ vệ. Biết hắn sẽ chết, cần gì phải cứu hắn, lãng phí dược liệu. Trình Lý Tố lầm bầm. Hỏa Yến nghĩ, Hồ Nguyên Trung thực sự muốn bắt Trầm Mộ Tuyết vì sắc đẹp, đáng chết. Hòa Tiểu Ca, Trầm Mộ Tuyết nhìn nàng, hỏi ta không hiểu, tại sao lúc đó ngươi nghi ngờ Hồ Nguyên Trung. Hơn nữa, một nghi ngờ một chuẩn, dù lúc đó Hồ Nguyên Trung ở Lương Châu Vệ rất an phận, không ai nhìn ra hắn có gì sai. Hỏa Yến không thể nói vì vết đỏ trên tay hắn, cho thấy hắn rất quen thuộc với người Khương. Cô im lặng, rồi nói, là do tấm giấy viết thơ tình. Giấy, trầm mộ tuyết ngạc nhiên, di vật vợ hắn. Đúng, Hỏa Yến nói, mọi người đều cảm động vì hắn thâm tình, nhưng người thâm tình không nhìn ngươi như vậy. Nhìn như thế nào, trầm mộ tuyết không hiểu. Là ánh mắt nam nhân nhìn nữ nhân. Cô không muốn làm trầm mộ tuyết xấu hổ nên nói huyền truyền. Nhưng trầm cô nương không thẹn thùng, chỉ ngạc nhiên, ngươi làm sao thấy được. Ta, Hỏa Yến khó trả lời, ta luôn chú ý ngươi. Trầm mộ tuyết nhíu mày, tống đào đào thấy không tốt, bước lên ngăn Hỏa Yến nhìn trầm mộ tuyết, bưng chén nước đưa, hòa đại ca, uống nước. Hỏa Yến, cảm ơn. Đang nói, bên ngoài có tiếng cười, nhìn lại là lâm song hạc quay lại. Hắn đong đưa quạt, tiến gần với nụ cười nhã nhặn. Ta nói sao náo nhiệt, hóa ra đều ở đây. Lâm thúc thúc, Trình Lý Tố gọi. Lâm Song Hạc và Tiêu Giác tuổi tương đương, Trình Lý Tố và Lâm Song Hạc cũng không tranh lệch nhiều, nhưng vì gọi Tiêu Giác là cứu cứu. Nên gọi Lâm Song Hạc là thúc thúc, tuy nhiên, Lâm Song Hạc không thích cách gọi này, cười không thoải mái. Trầm Mộ Tuyết đứng dậy, Lâm Công Tử. Trầm Cô Nương, ta vừa tới y quán, có vài lính mới tỉnh dậy, gọi đau vết thương. Ngươi có muốn xem không? Trầm Mộ Tuyết ngạc nhiên, phải không? Rồi nhìn Hòa Yến, Hòa tiểu ca, ta đi y quán, người có khó chịu không? Không có, Tống Đào Đào nói trước, nếu có, Lâm Công Tử ở đây, sẽ giúp. Lâm Thúc Thúc không phải chỉ trị liệu nữ tử sao? Trình Lý Tố ngạc nhiên. Khổ. Lâm song hạc đóng quạt. Ngẫu nhiên cũng phá lệ. Như vậy, ta đi trước, trầm mộ Tiết cúi chào mọi người, ra ngoài. Tống Đào Đào thở phào. Hỏa Yến. Cô đau đầu, không biết làm sao, Lâm Song Hạc thấy rõ, nói với Tống Đào Đào và Trình Lý Tố: "Ta cần xem vết thương của Hòa Đại ca, sau đó nàng cần nghỉ ngơi, các ngươi không nên quấy rầy." "Lại nghỉ ngơi?" Trình Lý Tố hỏi, "Chúng ta vừa gặp hắn chưa tới một chung trà, ta còn có chuyện muốn nói với Hòa Đại ca, cũng phải chờ Hòa Đại ca khỏe đã." Lâm Song Hạc nói, "Ngươi muốn thấy hắn triền miên giường bệnh sao?" Tống Đào Đào kéo Trình Lý Tố ra ngoài, "Không nên quấy rầy, để hắn nghỉ ngơi." ngày mai chúng ta đến. Trình Lý Tố nói. Nói chuyện thì nói, sao kéo ta? Tống đào đào, người tưởng ta muốn chạm vào ngươi sao? Hai người ồn ào đi xa, Lâm Song Hạc đóng cửa. Hỏa Yến thở phào, Lâm Song Hạc thật giỏi nhìn mặt mà nói chuyện, không trách trước kia nhân duyên cao. Cô cảm kích hắn. Muội muội, người thật lợi hại. Lâm Song Hạc đong đưa quạt, cười. Đến mức này, còn để cô nương tranh giành tình nhân, không tầm thường hỏa yến bất lực, quá khen. Tống đào đào tiểu cô nương tâm tư, cô không phải người ngu, hiểu rõ. Tiểu cô nương tâm tư biến hóa, qua thời gian sẽ tốt. Lâm đại phu tới, tìm ta có việc gì? Không có gì. Lâm song hạc thở dài. Lương châu vệ đầy máu, người khương tử thi trồng chất, ta không thích máu tanh, đến đây tránh chút. Lâm song hạc là thiếu gia sống an nhàn, không thích ứng thời tiết khắc nghiệt lương châu vệ. Nhà này mượn của trình lý tố, rộng rãi, ấm áp thích hợp lười nhác người sao không tìm tiêu đô đốc hỏa yến hỏi phòng hắn thoải mái hơn ta muốn nhưng gặp hắn đang đi địa lao chắc có việc đợi hắn về ta tìm địa lao hỏa yến ngạc nhiên sao ngươi muốn đi trong địa lao chỉ có lôi hậu tiêu giác đi chắc để thẩm vấn hắn cô từng giao đấu với lôi hậu có thể giúp đỡ hỏa yến đứng dậy ta muốn đi lâm công tử giúp ta được không Vốn không thể. Lâm song lắc quạt. Nhưng vì cô nương xinh đẹp yêu cầu, có thể. Hắn đứng dậy. Đi, ta lấy cây gầy vịn cho ngươi. Cửa địa lao, tiêu giác cùng trầm hãn đang vào. Cửa thủ về tăng gấp đôi, bên trong có người canh, sợ lôi hậu tự sát. Gió thổi áo tiêu giác, hắn vừa đi vừa hỏi. Đỗ mậu đâu, theo lệnh ngài, bị giam. Nhưng liên quan lôi hậu, hắn không biết. Ở ta, không có ngoại lệ. Quy củ là quy củ thanh niên thần sắc lạnh lùng. Sai sẽ bị phạt. Trầm hãn không dám nói gì thêm. Thủ vệ thấy tiêu giác, mở cửa. Hắn cởi áo khoác đưa phi nô, nhìn vào trong. Hỏa yến khi giao đấu với lôi hậu đã dùng thuốc mạnh và đai lưng tống đào đào choi hắn. Khi tiêu giác đến, lôi hậu chưa tỉnh. Nhưng giờ lôi hậu thảm hơn, tay chân bị cùm gỗ, không thể cử động, ngay cả cổ cũng không. Hắn không còn sức, không thể tự sát, như cá trên thớt. Mở cửa. Tiêu giáp nói. Thủ vệ mở cửa. Mặc dù mở cửa, lôi hậu chỉ có thể cử động miệng. Hắn nhìn người trước mắt, nam tử trẻ tuổi đẹp đến không thể tin, nhưng ánh mắt lạnh như băng. Đừng phí sức. Lôi hậu cười gằn. Ta không nói gì đâu. Thủ vệ chuyển ghế, tiêu giáp ngồi xuống, nhìn lôi hậu, giọng bình thản. Mấy tháng trước, Trần tranh cờ ở Bạch Nguyệt Sơn, ngươi bại dưới tay Hỏa Yến, nhưng ta vẫn để ngươi vào tiên phong doanh, ngươi biết vì sao không? lôi hậu cứng người không thể tin nhìn tiêu giác tiêu giác nhướng mày đoán được ngươi cố ý lôi hậu khàn giọng một tân binh im lặng khi huấn luyện nổi bật khi tranh cờ là thiên tài tiêu giác trêu ngươi là loại thiên tài đó sao lôi hậu không nói nên lời hắn mưu kế vào lương châu vệ từng bước tìm cách sợ bị lộ nhưng tiêu giác chỉ một câu đã đánh tan phòng tuyến người ta biết từ đầu thì sao lôi hậu nói dù sao cũng chết chết có giá trị để ngươi khó chịu cũng tốt khi để ngươi vào tiên phong doanh ta làm một việc tiêu giác ra hiểu phi nô lấy từ trong áo một túi thơm và khóa trường mệnh đưa tiêu giác hắn ném túi thơm trước mặt lôi hậu quấn khóa quanh ngón tay cười nhìn xem nhớ không lôi hậu như bị sét đánh túi thơm thêu từ tay vợ hắn khóa trường mệnh hắn đặt làm cho con trai tiêu hoài cẩn hắn rít lên không liên lụy vợ con vợ con tiêu giác vuốt khóa trường mệnh chế nhạo ngươi làm chuyện này còn nhớ mình có vợ con sao lôi hậu không nói gì ngươi làm việc này buộc vợ con vào mệnh ngươi thắng cùng sống thua cả chết ngươi nghĩ chỉ mình ngươi trả giá tiêu hoài cẩn lôi hậu kêu lên muốn dãy giụa nhưng bị cùm gỗ giữ chặt mắt đỏ ngầu hét ngươi muốn gì Đồ đốc trẻ tuổi cười khinh ngươi biết chỉ cần nói một câu không thể lôi hậu nói trung thành tuyệt đối tiêu giác nhìn khóa trường mệnh nói ngươi đoán ngươi chết vợ con ngươi chết chủ nhân ngươi có báo thù không chuyện là ta làm lôi hậu tuyệt vọng họ không biết gì ngươi thả họ giết ta cũng được xin ngươi ngươi nên nghĩ đến hậu quả này khi đến đây không may mắn trong lòng hoặc ngươi nên giấu họ kỹ hơn lôi hậu gục xuống đất vị thiếu niên này vững tâm như sắt khẩn cầu cũng vô ích hắn là quái vật không có cảm tình, đối đãi thân mẫu cha đẻ còn như vậy, sao trông cậy vào hắn có cảm tình. Ngươi muốn gì? Hắn vô lực hỏi, nhưng biết rõ, hắn không thể nhìn vợ con mình bị hại. Nhưng chủ tử hắn cũng sẽ trả thù, đây là đường không lối thoát, thành thì sống, bại là chết. Giờ khắc này, lôi hậu hối hận. Ta đã nói, ngươi biết gì, nói ra. Tiêu giáp nói. Ta không vội, ngươi có thể từng chuyện nói. Nếu ta không nói, Tiêu giác bóp nát khóa trường mệnh thành bột mịn. Ngươi có thể thử, ta cam đoan, lần sau không chỉ hai vật này chết. Lôi hậu nhắm mắt, mở mắt ra, thần sắc đau thương. Hắn cười lạnh. Không hổ phong vân tướng quân, hữu quân đô đốc, tâm tính thủ đoạn, lôi hậu lĩnh giáo. Hỏa yến vịn cây gậy, theo lâm song hạc đến địa lao, nghe được câu này. Khó trách tiêu trọng vũ phu phụ tranh binh quyền, khó trách trận cốc làm chết sáu vạn người, bàn về vô tình, đại ngụy ai hơn tiêu hoài cần. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.